Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 3 của bộ truyện U Mê được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái hơi rù nồng đầm mỗi lúc một càng quấy trong đầu tôi khiến tôi không còn có thể kiểm soát được nữa em đang ở thị trấn a nhưng mà không ai cần em nữa nên em phải về thôi anh minh gấp gáp được rồi em ở yên đó đi đừng có đi đâu cả ở yên trước ca tàu cho anh Thực ra anh ấy cũng không cần phải Dặn dò như thế Chân tay tôi đang bắt đầu nhũng ra Làm gì còn sức lực Mà chạy lung tung chứ Tôi cứ ngồi thu lưu một bên đường như thế Tiếng cười nói ồn mạo Tiếng xe cổ qua lại nhồn nhịp Cũng chẳng thể nào xua đi được Hình ảnh đau lòng đó Chúng ta chỉ là hàng xóm tôi đúng không Bọn em sắp kết hôn rồi Sau khi kết hôn xong Em sẽ cùng anh ấy vào tâm mẹ mình Lúc đó nấy rất gầy, lại ít nói Em đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy cả ngày lẫn đêm Chị Lam Giang à, trước đây nấy đã từng yêu ai chưa? Vì sao cô cứ muốn biết như thế? Vì từ nhỏ tới lớn, em chưa từng yêu ai cho đến khi gặp được anh ấy Thế nên em rất sợ sau này khi nhớ ra được chuyện cũ Nếu giờ nãy có thể có một người bạn gái khác thì sẽ bỏ em đi Nếu như thế thật, em sẽ không thể nào chịu đựng nổi mất những lời nói đó cứ như ma quái đang thò vào bóp nghẹt lấy tim gan phèo phổi của tôi. Khó chịu thật đấy. Ở đằng kia, cô ấy ngồi ở đó suốt từ nãy tới giờ. Hình như là giọng nói của dì chủ quán. Chỉ là tôi không còn biết người đang được nhắc đến là mình. Cho đến khi nhìn thấy một đôi giày thể tao màu trắng đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Thấy giữa những ánh đèn đường mờ ảo giữa vô vàn người xa lạ kia xuất hiện một gương mặt có vẻ rất quen tôi còn đang tưởng mình bị say tới mức hòa mắt thì người đó đã vừa cúi xuống nắm lấy tay tôi vừa kéo dậy vừa bảo rằng về tôi tôi đưa cô về tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt liên tục lắc đầu mấy cái để tỉnh táo tôi hỏi sao lại đến đây tôi đang đi khảo sát ở gần đây Cậu Minh nhờ tôi đến xem cô thế nào Đến lúc này tôi mới tin là mình không mơ Đi thôi Tôi đưa cô về Vĩ vừa dìu tôi Vừa tranh thủ giải thích Sáng mai tôi còn có việc cần phải giải quyết Nên không thể về thành phố ngay Đêm nay tạm thời ở lại đây một đêm đi Cũng không phải tôi thân thiết với Vĩ như thế Chỉ là bây giờ tôi đang không tỉnh táo Ở chốn xa lạ này Đi với vị chắc chắn sẽ an toàn hơn bất cứ ai với cả giờ này không có tàu dù muốn hay không tôi cũng đành phải ở lại không thể nào khác đi được vị chiều tôi lên xe cẩn thận tắt dây an toàn cho tôi đi được một quãng hình như nhớ ra gì đó mới vội vã hỏi tôi lúc đấy cô đã gọi lên tổng đài báo khóa tệ chưa vẫn chưa đưa điện thoại cho tôi vị tấp xe vào lề đường gọi hai cuộc điện thoại gọi xong lại dặn tôi công an cũng chỉ bảo là đợi tôi hy vọng sẽ tìm lại được giấy tờ cảm ơn đều là những việc đáng ra tôi phải làm ngay khi bị mất túi yêu đường mệt thật đấy nó làm cho tôi không còn chút lý trí quả thật nếu như không có vị đến tôi không biết mình sẽ trải qua đêm nay ở một nơi xa là không có người thân thích này như thế nào viễn nghiêng đầu như có như không nhìn tôi cô ra ngoài này làm gì thế Tôi ra đi gặp anh ấy Gặp được chưa? Tôi không nhìn Vĩ, chỉ gật đầu Rồi Thế sao lại vậy? Vì Tôi vẫn không thể nào quên được Cái thở vào nhẹ nhõm của anh Tôi buồn bã nói Tôi phải rời khỏi đó Để anh ấy có thể yên tâm mà lấy vợ Rất lâu sau Vĩ mới hỏi tiếp Bây giờ cô định thế nào? Không định sao cả Trước đây vốn rất tuyệt vọng Nhưng rồi cuối cùng cũng có thể vượt qua Khi vượt qua được rồi cô sẽ thấy Thực ra nó không khó khăn như cô vẫn nghĩ đâu Không gian nhỏ bé trong xe Tràn ngập mùi nước hoa thanh sạch Quen thuộc Tự như tôi đã từng bắt gặp mùi hương này ở đâu đó Từ lâu lắm rồi Tôi buộc miệng hỏi Vĩ Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Vĩ cười hiền lành có lẽ vì tôi quá đáng thương nên không nở cầu có chúng ta là hàng xóm cô quên rồi sao tôi gạt đi ý nghĩ hoang đường đó từ lẩm bẩm cũng phải người đàn ông đêm đó nhất định không thể là anh vĩ nghiêng đầu sang nhìn tôi ngạc nhiên người đàn ông nào cơ mùi nước hoa thanh sạch đó một lần nữa vương lại trong không khí cả bóng lưng của vĩ vào đêm trời mưa ở chung cư nó làm tôi nhớ lại cách đây rất lâu về trước khi đó là lúc tôi tuyệt vọng nhất Là lúc tôi không còn khát vòng sống Tôi đã lưỡng thưởng một mình Đi ra bờ sông ở cạnh nhà chúng tôi ở dưới quê Tôi cứ ngồi như thế Từng ký ức về anh cứ như cuộn phim chậm chậm, chậm chạy trong đầu tôi Tôi gần như chìm đắm vào trong ảo giác Hai chân vô thức lùi xuống chồng sông lạnh ngắt đó Tôi không có ý định quay lại Tôi đã nghĩ chỉ cần mình bước ra thêm một chút nữa Sẽ lập tức được nhìn thấy anh Tôi vui vẻ bởi sự lựa chọn đó Chấm dứt mọi cụ đau ở đây Chúng tôi sẽ bắt đầu ở một kiếp khác Nước dưới chân cao lên Dòng nước lạnh buốt thấm vào lỗ chân lông tôi Tôi không phát hiện ra có một người đàn ông Đang điềm nhiên đứng đó nhìn tôi Đến khi anh ta cất giọng nhàn nhạt Hôm nay lạnh quá Hình như lại sắp có mưa Tôi quay lại nhìn anh ta Như một kẻ vô hồn Muốn chết sao tôi gật đầu đôi mắt trống rỗng không thấy đấy về đi hôm nay không thích hợp đâu chết rồi là hết cần gì phải chọn ngày thích hợp đúng thế nhưng mà cô thử nghĩ đi thời tiết vừa mưa vừa lạnh như thế này nếu cô nhảy xuống thì những người đi tìm xác cô sẽ rất vất vả còn chưa kể thời gian tìm kiếm sẽ lâu hơn đó lúc đó xác của cô sẽ trương vòng lên trông rất là gớm ghiếc ảnh hưởng tới môi trường chết đúng là hết đối với cô có điều Cũng đừng làm khổ những người xung quanh như vậy chứ Tôi đứng trồn chân tại chỗ Không nhích ra Anh ta chậm rãi quan sát tôi Một lúc sau lại hớt đầu hỏi Hay là nhân lúc còn đang lưỡng lự Cô tự nói cho tôi biết Vì sao cô muốn chết đi Lúc đó Lời của anh ta tự như cái kim Chọc vào trong quả bóng đang căng cứng trong lòng tôi Tôi bắt đầu kể cho anh ta nghe Về chuyện của Phong về cả quá khứ của tôi. Ở à, đấy là cuộc sống của tôi. Chính anh ấy đã ủ ấm cho cuộc đời tăm tối của tôi. Bây giờ anh ấy không còn nữa, tôi cũng chẳng tiếc sống. Anh ta nghe xong thản nhiên bảo. Vậy thì không cần đợi ngày đẹp trời đâu. Hôm nay cô nên nhảy xuống luôn đi. Tôi tròn mắt nhìn anh ta. Sao thế? Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không có ý định cản trở cô đâu. Cô cứ nhảy đi. Nhưng nếu muốn báo với gia đình hoặc muốn nhắn gì với họ thì tôi sẽ giúp. Đừng có nói cô không có gia đình người thân nhé. Ngày giây phút đó tôi đã nghĩ tới ông tôi, nghĩ tới mẹ và anh trai. Tôi đau đớn khi mất vong bao nhiêu thì họ sẽ đau đớn khi mất tôi bấy nhiêu. Thậm chí còn nhiều hơn, còn đau hơn gấp bội. Anh ta xoay lường đi, lạnh lùng ném lại một câu. Nếu cuộc sống của cô chỉ vì sự tồn tại của ai đó mới có ý nghĩa thì cô không cần phải sống nữa đâu. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ chậm rãi leo lên bờ Và mỗi ngày đều cố gắng sống như cách một người bình thường đang sống cho đến hôm nay Vĩ bật cười bảo Cũng muốn gặp lại anh ta làm gì thế? Cũng không biết, có lẽ tôi cảm thấy mình đang đợi anh ta một lời cảm ơn Chính anh ta là người đã nhặt lại cái mạng này cho tôi Nếu đêm đó không có anh ta, ít nhất tôi đã làm cho ba người phải chịu nỗi khổ giống như tôi Nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ Cô nói sai Anh ta đâu có cứu cô Là cô tự cứu lấy bản thân cô đấy Nếu như lúc đó anh ta khuyên tôi đừng chết Thì có lẽ tôi đã nhảy xuống đó thật Nhưng anh ta lại dùng cách ngược lại Anh không biết đâu Anh ta đã mắng tôi rất tầm tệ Ánh đèn đường bên ngoài hắt lên Nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của Vĩ Cảm giác mơ mơ hồ hồ một lần nữa Kéo về trong đại não Tôi ngồi dậy nhìn thẳng vào vĩ tôi hỏi Anh có phải là người đàn ông đêm đó tôi từng gặp không? Đây vốn là câu hỏi tôi đã định hỏi trong đêm mưa đó Đến lúc này đột nhiên hỏi lại Chẳng qua cũng chỉ là muốn nhắc nhở bạn thân Giống như lời người đàn ông đêm đó đã nói Anh đúng là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi Nhưng mà tôi cũng là người quan trọng đối với những người khác Vì thế nên tôi không thể vì anh mà dừng lại mỗi ngày cần phải bước tiếp tôi không có được đáp án của vĩ chiếc xe vừa vàng về tới khách sạn mà vĩ đang ở tôi đi theo anh ta vào bên trong lúc này tôi bắt đầu tỉnh táo đôi chút nhưng bụng lại vẫn đau âm ỉ có lẽ là triệu chứng đau dạ dày bắt đầu xuất hiện tôi cố nhìn cơn đau đứng dựa vào một góc để đợi vĩ hình như anh ta là khách quen ở đây nên làm thủ tục rất nhanh chị gái ở quầy tiếp tân tinh ý nhận ra tôi đang bị đau bước tới hỏi han tôi biết giờ này các cửa hàng thuốc tây đều đóng cửa cả nên không dám làm phiền chị ấy tôi chỉ lắc đầu nói mình hơi khó chịu nhưng mà chị ấy vẫn không tin vẫn kiên trì hỏi thật là em không sao đấy chứ bụng em khó chịu sao Cực đầu nhỏi làm tôi nhăn mặt lại ôm bụng một lần nữa thấy chị ấy nhiệt tình như vậy tôi đành phải nói thật dạ dày của em hơi khó chịu, nhưng chỉ một lát là ổn thôi chị ạ. À. Vậy thì em đi lên trên nghỉ ngơi đi. Tưởng chị nói thế là xong, ai ngờ khoảng nửa tiếng sau chị ấy lại mang lên phòng cho tôi thuốc đau dạ dày, còn có cả một bát canh giải rượu còn nóng hổi. Không đợi tôi thắc mắc, chị nhiệt tình giải thích luôn một mạch. Lúc nãy chồng chị cũng uống say, chị nấu cho nấy. Chị vừa hâm nóng lại đó, em dùng đi. Ăn xong rồi thì uống thuốc đầy vào. Đợi một chút để chị xuống bê cái phít nước nóng lên cho Trong phòng không có sẵn đâu Tôi lật đật ngăn cản Không cần việc vứt thế đâu chị à Em uống nước này được rồi Không sao Khuya lạnh như vậy Với cả em vẫn còn đau Không nên uống nước lạnh đâu Ngồi xuống đi Canh giải rượu này nhảy lắm Một lát là khỏe ra Chị ấy chỉ một lát đã quay lại Trên tay cầm theo bình nước nóng Vừa vào đã cười hỏi tôi Em đừng hiểu nhầm Tại lúc đấy chị ngửi thấy mùi rượu Sẵn còn đang có canh giải rượu Nên mang lên cho em luôn Chuyện này bình thường thôi Ai bảo phụ nữ là không được say chứ Tôi đang mệt nên chỉ gật đầu cho phải phép Vâng Phải rồi Em là bạn của cậu Vĩ à Dạ Hình như đây là lần đầu tiên em ra đây Chị mới gặp em lần đầu thôi Vâng Trước đây chưa từng ra Tôi chỉ trả lời ngắn gọn câu hỏi của chị ấy không có ý định tò mò thêm về sự xuất hiện của vị ở đây nhưng chị ấy thì chưa dừng lại vẫn tiếp tục nói mặc cho tôi có muốn nghe hay không cậu vĩ ra đây cũng đã mấy lần rồi hình như đang chuẩn bị xây dựng nhà sách ở bên chỗ nhà máy đường bỏ hoang trước mặt đó mấy lần trước nghe đói chưa thương lượng được hết với mấy chủ đất xung quanh nhưng mà lần này chắc là được rồi đó cho đến khi tôi uống hết canh giải rượu tôi mới biết Chị ấy cố ý ở lại không phải để tìm người tán gỗ Mà muốn đảm bảo tôi uống hết canh Và ngoan ngoãn uống hết thuốc Sau khi uống thuốc xong Một lát thì bụng tôi bắt đầu im Cả cái đầu đang đau như có ai cầm búa gõ vào cũng đỡ hơn Tôi nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà Cả niềm vui và nỗi đau quá lớn cùng ập xuống Khiến cho từng dây thần kinh trong cơ thể tôi Đều trở nên căng cứng Bóng tối như con quái thú dần dần bóp nghẹt lấy tôi, khó chịu đến tê tảm. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, lúc này đã gần 4 giờ sáng. Tôi muốn biết khung cảnh ở phía bên kia sông sẽ như thế nào vào một buổi sáng sớm như thế. Chắc hẳn sẽ rất đẹp, nên mới có thể níu chân anh lâu như vậy. Có thể là mãi mãi. Trùng hợp là tôi gặp Vĩ cũng đang đứng ở hành lang. Phòng của hai chúng tôi nằm sát cạnh nhau. Anh ta nhìn thấy tôi bước ra, ngạc nhiên quay lại hỏi. Cô không thể ngủ được sao Tôi thành thật đáp Tôi cảm thấy mệt Vì cố gắng nhắm mắt và không thể ngủ quả thật rất khó chịu Vậy còn anh Có phải nói sáng nay còn có việc phải giải quyết sao Sao lại dậy sớm thế Vĩ hớt đầu lên trời Trả lời rất ngắn gọn Ngắm trăng Người danh cũng thích ngắm trăng à Vĩ vặn vèo tôi Người như tôi là người như thế nào đấy Thực ra tôi biết cho dù là người như thế nào thì cũng không có ai rỗi hơi đâu đứng ngắm trăng lúc nửa đêm lạnh lẽo như thế tôi đoán anh ta sợ tôi làm chuyện gì đó dài dột đằng nào cũng mang tiếng có chút thân tình nếu tôi xảy ra chuyện ở đây anh ta cũng khó để ăn nói với mẹ tôi nhưng tôi không nói gì với vĩ tôi bước tới bên cạnh vĩ đứng ở chỗ này có thể quan sát dãy núi phía bên kia là nơi tôi đã gặp lại người đàn ông tất cả đều giống với phong nhưng không phải phong Hình như Bình Minh ở đây dậy sớm hơn trong thành phố Vĩ gật đầu đáp Ở đây không khí toán đạn hơn Không bị ô nhiễm khói bụi Nên trăng cũng sáng hơn Tôi chống hai tay lên cầm Nói như một người đang bước đi trong mơ Anh biết không Lúc sáng tôi và anh ấy Đã đứng trên dãy núi kia Để vạch rõ ranh giới Vĩ nghiêng hẳn người sang chăm chú nhìn tôi Tôi có thể nhìn thấy anh ấy đã thở vào khi tôi nói tôi với anh ấy chỉ là hàng xóm. Thực ra là cô có thể giành lại anh ấy kia mà. Tôi lắc đầu đáp. Anh ấy đã không thuộc về tôi nữa. Bây giờ anh ấy thuộc về nơi này thôi. Vĩnh viễn là như thế. Không hối hận chứ? Không, không biết. Hiện tại tôi không thể ngủ được, nhưng cơ thể vẫn còn khả năng chịu đựng. Nếu một ngày nào đó không ngừng được nữa nhất định tôi sẽ quay lại chỗ này để tìm anh ấy. Vĩ bật cười nói, Vậy sáng mai tôi sẽ giúp cô đăng ký thẻ khách hàng thân thiết ở đây. Đến lúc đó nhất định sẽ được giảm giá. Nếu vậy thì tôi sẽ chia cho anh một đứa số tiền được giảm đó. Cũng được thôi, tiền đó chắc là đủ cho cô uống say dăm bữa. Yên tâm, đảm bảo còn say hơn cả hôm nay. Khó khăn lắm tôi mới có thể bật cười. Anh nhầm rồi, Hôm nay tôi không hề say. Trời dần sáng, phía dưới bắt đầu có tiếng người đi lại. Thực ra câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc từ lâu, nhưng không có ai rời đi. Mỗi người đều im lặng ngắm phong cảnh nơi bên ngoài. Như thế này tôi có thể cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh hơn. Ít nhất là sẽ không bị bí bách như ở trong phòng. Một lát sau lại có tiếng mở cửa ở phòng bên. Liền sau đó là một cái đầu tròn mập mạp ló ra. Đại ca. Anh bị cái quái gì ám thế Là giọng nói của một người đàn ông mập mạp Lưu tự hào đầu óc mình nhanh nhạy hơn Vĩ Nhan sát cũng hơn tất cả mọi người trong nhóm Chỉ đứng sau Vĩ Mặc dù tôi đứng bên cạnh Nhưng lại đang khuất sau Vĩ Nên anh ta không nhìn thấy tôi Vẫn liến thoáng nói một tràng dài Ây da đại ca Có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc Sao anh lại phải ra đây đứng hành xác như thế cờ chứ Nhưng mà phải công nhận Thời tiết ngoài này khó chịu thật đấy, lạnh tới mức em không tài nào ngủ nổi. Anh ta vừa nói vừa che miệng ngáp liên tục. Anh nói thử xem. Anh ta nói tới đây thì dừng lại, hình như đã nhìn thấy tôi, miệng không ngừng lắp bắp. "Cô, uh, anh cô, cô ấy tên là Lam Giang." Vĩ lười để ý đến thái độ của anh ta, chỉ thản nhiên đáp một cách gọn gàng. "Em biết rồi, cô là là cô Lam Giang Nhưng mà sao cô ấy lại ở đây Rõ ràng không chỉ là một câu hỏi Nhưng mà ánh mắt của anh ta hết nhìn vĩ Lại liếc nhìn sang tôi đầy gian tà Cứ hệt như sự đen tối của anh ta Chính là sự thật không cần bàn cãi Cô ấy ra đây có việc Anh ta không biết khai thác được gì ở vĩ Nên chuyển hướng sang tôi Cô Lam Giang ra đây từ lúc nào thế Tôi ra tối hôm qua Thế xong việc chưa mà cô tới đây từ lúc nào? Sao hai người lại gặp nhau ở đây? Tôi còn chưa kịp trả lời Vị đã đi tới Nắm lấy vai anh ta cảnh cáo Sao cậu đi tới đâu cũng không bỏ được Cái thói điều tra người khác thế? Đại ca Em chỉ là gặp người quen Nên quan tâm một chút thôi Vậy là quan tâm đủ chưa? Gần đủ Vị hất đầu bảo Vậy thì vào chuẩn bị đi Hôm nay tôi sẽ cho cậu thể hiện tôi biết bọn họ còn bận việc nên đón tàu đi về trước ai ngờ vị đã nhanh chóng chặn lát nữa tôi phải đi có việc cô ở lại đây đợi tôi khoảng 2 tiếng đức nhân nghe vị nói thế thì tròn mắt đại ca tại sao lại là hai tiếng buổi chiều chúng ta còn phải gặp một chủ đất tính tình rất khó chịu nữa đấy vị lạnh lùng đáp sáng mai tôi có cuộc họp gấp nên phải quay về trong sáng nay chủ đất buổi chiều đó tự cậu giải quyết đi em Đại ca em nói cho anh nghe Sao em có thể chứ Anh cũng biết Anh ta khó chịu cỡ nào rồi kia mà Cậu ta dừng lại Vỗ đầu hai cái bảo quan đã Mai anh làm gì có cuộc họp nào chứ Khóe môi vị nhếch lên một cái Từ bao giờ tôi muốn hợp hành Đều phải thông qua cậu thế Nhưng mà Nếu cậu làm được một cái việc Mà ai cũng có thể làm Thì tôi còn cần cậu đi theo làm cái quái gì Đức Nhân ngủ dột thấy rõ Vâng, Thành hay bại đều là do em Nhưng mà quả thật Cái tên đó rất đáng ghét Kiều Căng khó chịu Đương nhiên là sau những lời đó Cũng chỉ là anh ta lẩm bẩm Và tôi nghe Còn người kia thì đã mất dạng từ rất lâu Hai người bọn họ từ khách sạn trời đi khá sớm Trước khi đi Vĩ dặn tôi thêm lần nữa Hai tiếng nữa tôi xong việc Lúc đó chúng ta sẽ cùng quay về nhé Tôi không muốn ở một mình trong phòng Nên định bụng sẽ ra ngoài đi chào một chút Vừa xuống dưới sân Thì vừa hay gặp chị nhàn Là chủ khách sạn Đi từ trong bếp ra Hôm qua tôi tới đây lúc nửa đêm Lại đang bị đau nên không để ý kỹ Bây giờ nhìn lại mới thấy Người phụ nữ này quả thực rất đẹp Da trắng tóc đen Giọng nói dễ nghe Lại còn rất hay cười Chính là vẻ đẹp dịu dàng vừa nhìn đà mến Chị nhàn đi từ xa đã vội chào hỏi Em dậy rồi hả? À? Chị đang định lên gọi em xuống ăn cháo cùng với chị cho vui đây. Bụng tôi vẫn còn đau âm ỉ nên tôi lắc đầu từ chối. Dạ em không muốn ăn, chị cứ ăn đi. Chị ấy đi tới kéo tay tôi vào bên trong. Không được, đau dạ dày lại càng không được bỏ bữa. Đằng nào chị cũng đã mất công nấu rồi, bây giờ lại chỉ có một mình mình. Đi vào ăn cùng chị cho vui. Chồng chị không ở nhà sao ạ? À? Không, hôm nay nhà ông bà nội có việc nên anh ấy đi từ sớm rồi Tôi nhìn bác cháu đầu đỏ hạt sen Nghị ngút khói trước mặt Hơi sững lại một chút Sao thế? Em ăn được cháo này không? Em rất thích Bình thường anh trai em cũng hay nấu cho em ăn Người đầu tiên nấu cho tôi món này Là Phong Đến tận bây giờ Mọi thói quen của tôi cũng đều gần như xuất phát Từ một lý do duy nhất Vì đó là kỷ niệm của tôi và anh Ngay cả tôi không biết Mình thực sự thích ăn hay là muốn ăn vì nhớ đến anh Chị nhàng thở vào bảo Lúc sáng cậu Vĩ nói Nấu cháo đầu đỏ cho em ăn Chị cứ tưởng là mình nghe nhầm May mà không phải Tôi càng bất ngờ hơn nữa Anh Vĩ Ừ sao thế Ờ à, dạ không sao à Gặp đúng món mình thích ăn Dù đang đắng miệng tôi vẫn cố ăn được nửa tô Xem như bữa ăn nhiều nhất Của tôi mấy ngày hôm nay Ăn xong tôi hỏi tam đường để ra ngoài đi dạo Chị nhàn nhiệt tình bảo Ừ chẳng mấy khi có dịp ra đây Tranh thủ ra ngoài này hít thở cho thoáng Em cứ ra cổng rồi rẽ phải Đi thêm một đoạn nữa Sẽ tới cánh đồng lúa đó Đi đường đó cho thoáng Vậy đường đó có ra được đến bến đò không ạ? Chị nhàn ngạc nhiên Bến đò em muốn sang sông làm gì? Dạ không, em chỉ hỏi chơi thôi Vậy thì rẽ trái đi hết con dốc rồi cứ thế đi thẳng là sẽ tới lần đầu tiên đứng bên bờ sông này tôi đã rất hạnh phúc bây giờ chỉ mới qua hai ngày nỗi đau quá lớn ập xuống khiến cho tôi gần như không thể đứng vững hai chiếc thuyền du lịch vẫn nằm ngay ngắn bên kia sông dãy núi đó khung cảnh đó mọi thứ vẫn y nguyên như vậy tôi biết là anh đang ở trên thuyền tôi có cảm giác anh đang ở rất gần tôi tôi không hề dời mắt khỏi thuyền Tôi chẳng biết anh có nhìn thấy tôi hay không Chúng tôi ở quá xa nhau Cả tôi và Phong đều là những người rất ít nói Nhưng chúng tôi không cần nói cũng có thể hiểu nhau Bây giờ cũng như vậy Tôi chỉ cần nhìn như thế này Bất luận anh có nhìn thấy tôi hay không Thì đều có thể hiểu Rốt cuộc những kỷ niệm đó Mãi mãi sẽ trở thành quá khứ Thứ ký ức mà tôi nâng niu trong tim Giờ đây đã không còn mảy may Có một chút trọng lượng nào đối với anh thực ra ngay từ lúc đó tôi đã có ý định bước chân lên thuyền chỉ cần sang tới bên kia là có thể sẽ gặp lại anh chưa kể tôi còn có thể có đủ can đảm để dành anh lại cho tôi dù tôi có muốn làm như thế nhưng đối với vợ sắp cưới của anh mà nói tôi cũng chẳng hề sai chỉ là cuối cùng tôi đã dừng lại tôi không nỡ bắt anh phải chịu đựng đau đớn thêm một lần nữa không nỡ làm cho cuộc sống đang yên bình của anh bị tôi làm cho náo loạn tôi chỉ còn là quá khứ của anh. Nhưng con người muốn sống tốt thì quả thực không nên truy tìm quá khứ. Chính vì tôi không thể buồn quá khứ xuống nên tận bây giờ vẫn phải ôm lấy một cái gai trong lòng như thế. Anh chính là cái gai đó của tôi. Để như vậy sẽ đau nhưng nhổ ra lại không thể. Mặt trời dần lên cao tôi không ngạc nhiên khi vĩ ra đây tìm tôi. Thật ra tôi càng ngày càng nhận ra anh ta là một người sống khá trách nhiệm Cô ra đây từ lúc nào vậy? Vĩ nhàn nhã bước tới Nhiều ánh mắt theo hướng nhìn của tôi Cô muốn sang bên kia không? Tôi không trả lời câu hỏi của Vĩ Chỉ tản nhiên bảo Tôi đang định về khách sạn đây Anh không cần lo cho tôi đâu Tôi không ngốc đến mức có ý định nhảy xuống đây lần nữa đâu Vĩ bật cười bảo Cũng đúng Cái mạng của cô không dễ để nhặt về nếu qua 6 năm mà vẫn có ý định điên rượu đó Thì coi như là cô sống ủ mất rồi Tôi gật cù bảo Nói tới chuyện này Vẫn quên chưa nói cảm ơn anh Tôi không nghĩ Người đàn ông độc miệng đêm đó lại là anh Rất lâu sau tôi mới lại nghe thấy tiếng nói của Vĩ Thực ra tôi ra đây cũng là vì tò mò tôi Tôi nghiêng đầu nhìn Vĩ Tôi muốn xem xem Ánh mặt trời của cô rốt cuộc như thế nào tôi thở ra một hơi rất nhẹ đừng có đùa với tôi nữa bây giờ anh ấy đã là mặt trời của người khác có một điểm chung khá giống giữa tôi và sương mai đó chính là chúng tôi đều lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nhưng mà hiện tại thì cô ấy không còn ai cả thế nên có lẽ cô gái đó cần anh hơn cả tôi có điều tôi vẫn không thể tin được tại sao anh ấy lại bị mất trí nhớ thì sẽ quên luôn tôi có phải quên tức là không có chút gì quan trọng có phải không? Tôi buộc miệng hỏi Vĩ, giọng vẫn rất ru. Anh ấy đã yêu cô rất tật lòng suốt 10 năm trời chưa từng thay đổi. Nhưng rốt cuộc, tình cảm đó cũng không có một chút trọng lượng trong tim nữa. Vĩ chậm rài đáp. Thế này đi, cô cứ nghĩ thật ra anh ấy rất yêu cô. Yêu cho đến chết, luôn một lòng yêu cô. Còn người sống kia không phải là bạn trai của cô trước đây có vài lời nói của vĩ quả thật làm cho tôi cảm thấy rất đau đớn nhưng nghĩ lại tất cả đều là sự thật một sự thật trần trụi tôi bắt đầu cảm thấy tìm bớt đau hơn khi nghe những lời anh ta nói rằng người đàn ông trước đây một lòng một dạ yêu thương che chở cho tôi kỳ thực đã chết anh đã yêu tôi cho đến tận giờ phút cuối sau khi về tới thành phố tôi liền tranh thủ ghé về nhà tôi muốn báo tin phong còn sống cho ông biết Trước đây mẹ anh thương tôi như thế nào Ông cũng thương anh như thế Bao nhiêu năm này mặc dù không nói ra Nhưng tôi biết Ông vẫn luôn mong ngóng tin tức của anh Có lần ông còn nói nếu không tìm được anh Thì sau này xuống suối vàng Gặp mẹ anh Ông sẽ biết phải ăn nói như thế nào Dọc đường đi Anh trai tôi có gọi điện Giọng điệu rõ ràng rất lo lắng Làm giang Em đang ở đâu thế Em đang trên đường về nhà đây Gần tới rồi em dừng lại đi hoặc là quay về đi đợi khi nào anh xong việc sẽ ghé chở em về sau anh tôi là đang lo tôi trở về sẽ đón nhận cơn tình nộ từ mẹ mà anh ấy lại không có nhà nên không có ai can ngăn tôi từ chối em không sao đâu anh đừng lo cho em anh không chỉ lo cho em mà còn lo cho cả nhà em tốt nhất cứ khoan hãy về anh tôi đã biết chuyện tôi đi tìm phong chị dương đã nói cho anh ấy biết giọng anh tôi càng lúc càng sốt ruột làm vàng em không biết nói dối nếu mẹ hỏi thì nhất định em sẽ khai thật đến lúc đó e là sẽ có chuyện đấy đã thế em lại còn mất tích mấy ngày không liên lạc mẹ nhất định sẽ rất tức là do máy của em hết pin thôi đừng có cố chấp cứ cho là hết pin đi vậy tại sao lại hết mà không biết nếu tôi nói là tôi đau lòng đến phát điên đến mức không còn nhớ để quay trở về ăn bữa cơm như đã hứa với mẹ, cũng không còn đủ tính táo để coi một cuộc điện thoại thông báo hủy hẹn thì không chừng mẹ sẽ bắt nhốt tôi lại, giống như 6 năm trước. Nhưng chuyện anh còn sống là sự thật, chuyện tôi đã gặp được anh là sự thật, mặc dù anh không còn thừa nhận tôi, nhưng 6 năm qua tôi đã nhớ anh như thế. Bây giờ chỉ đi xa gặp anh hai ngày thôi, đây cũng được xem là quyền lợi tôi đáng được có. Thế nên mặc cho anh tôi có can ngăn, tôi vẫn tiếp tục một mình đi về nhà điều tôi không ngờ là mẹ tôi lại có vẻ rất bình tĩnh bà thậm chí còn ra hiệu cho tôi ngồi xuống gần với bà để hỏi về rồi đấy sao tôi không biết mẹ đã biết được những gì chỉ cật đậu bảo vâng con đi xa như vậy đáng ra cũng nên nói cho mẹ hoặc là anh con một tiếng chứ có phải cho con ra ở riêng con lập tức cảm thấy gia đình này không còn quan trọng với con nữa tôi có chút ấy nãy đáp không phải như thế đâu ạ à, là tôi chuẩn bị nói ra mọi chuyện Giống một sự thật chẳng khác gì đang ôm một quả bom hẹn giờ cả trước sau gì cũng phải đặt xuống nhưng ngay lúc này mẹ tôi lại hỏi mọi việc thuận lợi cả chứ tôi ngạc nhiên tột độ bảo dạ mẹ hỏi là chuyện xây nhà sách của cậu vĩ thuận lợi chứ không phải con cùng với cậu ấy ra ngoài đó khảo sát sao? Ờ, à, à, dạ. Con chỉ mở một cửa hàng nhỏ thì vẻ vời linh tinh. Cái này không được gọi là có năng lực. Cậu ấy lựa chọn hợp tác với con, nhất định là vì tình riêng mà ưu ái. Nhưng mà con phải nhớ, bất luận lý do là như thế nào đi chăng nữa, cũng không được nghĩ lại. Một khi đã nhận thì phải làm cho tốt. Tôi không còn cách nào khác. Đành phải thuận nước đẩy tuyện Tôi gật đầu đáp Dạ vâng ạ à. Được rồi Thế hôm nay có ở lại ăn cơm không? Dạ có ạ à. Vậy để mẹ bảo thiếm xong Nấu mấy món mà con thích Tối nay mẹ phải đi gặp khách hàng không thể về Con ở lại ăn cơm với ông đi Mẹ tôi không có nhiều thời gian Nên sau khi dặn dò thiếm xong xong Thì phải ra ngoài luôn tôi chẳng biết là vị đã nói hưu nói vườn gì với mẹ tôi nhưng ít nhất bà đã chẳng hề trách tôi nửa câu về cuộc hẹn kia như thế cũng xem như anh ta lại cứu tôi một lần nữa tôi không nói với mẹ nhưng lại không giấu giếm ông mà cũng muốn giấu e là cũng không thể ngay khi tôi vừa bước vào phòng ông ông đã chăm chú nhìn tôi nhẹ giọng hỏi giang có chuyện gì cháu nói chồng biết đi tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nên rất thản nhiên ông ạ à, cháu tìm được anh phong rồi ông tôi ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình anh ấy vẫn còn sống ông ạ à. cháu đã gặp anh ấy thì N nó Tặng bé nó đang ở đâu anh ấy ở một thị trấn nhỏ gần núi anh ấy rất khỏe cũng đã gần cưới vợ rồi ông ạ à tôi dừng lại nuốt vào một ngầm khí lạnh tôi không muốn bản thân trong bộ dạng quá chật vật kể cả trước mặt ông nó không còn nhớ chúng ta nữa sao có lẽ ông cũng như tôi luôn tin rằng nếu anh còn nhớ thì nhất định sẽ quay về tìm chúng tôi trước đây anh từng nói chúng tôi là một gia đình tôi và ông và mẹ anh là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh thế nên anh không về ác hẳn là có nguyên do vâng ạ à, anh ấy bị mất trí nhớ ngay cả bản thân mình là ai cũng không thể nhớ ra làm gian ông run rẩy nắm lấy tay tôi tôi biết ông đang lo cho tôi tôi lắc đầu bảo cháu không sao đâu ạ à. cháu cũng đã nói chuyện với anh ấy mọi chuyện đều đã qua rồi cháu ổn thật chứ thật ạ à, ông nhìn xem cháu vẫn rất ổn bàn tay của ông vẫn nắm lấy tay tôi không buồn làm giang, hay là cháu chuyển về đây ở cùng với ông đi cháu xem ông chẳng còn sống được bao lâu ông nhớ lại ngày trước ông cháu mình cùng nhau sống ở dưới quê vui biết bao sau đây cháu sẽ thường xuyên ghé về thăm ông cháu không sao thật đâu ông phải tin cháu chứ ông tôi thở dài bảo đã tìm được nó may quá ông cứ sợ mai đầy xuống dưới kia không biết phải làm sao mà nói chuyện với bố mẹ nó tôi cười cười bảo ông ơi không phải vội đi báo cáo tình hình đâu vài ngày nữa cháu định về quê đến lúc đó cứ để cháu báo cho bác gái biết tin tôi cũng không ngờ được mình lại có thể kể chuyện của anh cho ông nghe một cách thản nhiên như thế anh ấy giỏi lắm ông ạ à? chỉ mới có mấy năm tôi đã gây dựng được việc kinh doanh cho nhà vợ anh ấy lại còn sắm thuyền để chở khách đi du lịch trên sông Còn trồng rau trồng hoa Trái cây Rồi làm chuông gió Ngoài trừ việc kinh doanh kia Tất cả những việc còn lại tôi đã từng cùng với anh làm Bây giờ anh lại đang cùng với một người khác Dòng tôi có chút trùng xuống Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày Anh à, ấy sống rất tốt ông ạ à. Thế nên cho nghĩ kỹ rồi sau này cháu cũng sẽ sống thật tốt Làm gian Sáu năm qua cháu đã quá vất vả Bây giờ đã có kết quả Gánh nặng này đã đến lúc buông được rồi đấy Cũng giống như vị từng nói Cây gài nếu cứ để như thế Dẫu không đau thì vẫn cũng sẽ có lúc nhói lên Thế nên tốt hơn hết Điều mình nhổ một lần cho sạch sẽ Tôi gật đầu bảo Vâng, cháu sẽ cố gắng quên đi anh ấy đó là chuyện mà tôi luôn tự tin Mình có thể làm rất tốt Suy cho cùng thì chỉ cần biết lau khô nước mắt đúng lúc Tất cả đều có thể về trạng thái bình thường Sự biến mất của tôi trong mấy ngày qua Trở thành vấn đề mà cái lan quan tâm nhất Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của tôi Nó đã sửng sốt hỏi Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Sao mà trông chị thê thảm thế này? Trước khi đến đây tôi đã cố gắng Dằm một lớp phấn rất dày lên mặt thế nhưng vẫn không qua được mắt nó tôi trả lời qua loa mấy hôm nay chị mất ngủ nhưng mà sao lại mất ngủ có chuyện gì chị gặp một chút chuyện thôi bây giờ giải quyết xong rồi nó không an tâm chốc chốc lại kéo kế sang thì tầm nhớ nha có cần em giúp gì thì chị cứ nói đừng có quên là em chính là đứa được việc nhất trong ba anh em nhà mình đó Tới lúc tan làm Nó muốn giúp tôi đổi gió Nên dở trò rủ rê Chị à Lâu rồi mấy anh em mình không đi ăn Hôm nay đi ăn nha Để em đi kiếm anh mình Tôi còn chưa kịp từ chối Nó đã tót ra khỏi phòng Thoát một cái đã quay lại Mặt mày ủ dột bảo Anh ấy bận rồi Có mỗi em với chị đi được thôi Tôi lắc đầu nói Chị không đi đâu Hôm nay chị phải về nhà có việc Ơ ờ hay cái chị này Sao có thể trọng sát kinh bạn như thế Vừa nghe nói Nam không đi Là lập tức đổi ý Nhưng vấn đề chị có đồng ý đi đâu Ngay từ đầu đã vậy kia mà Nó khoát tay ăn vạ Kệ chị Em báo các cơm ở nhà rồi Chị muốn sao thì muốn Với cả chị có về cũng chỉ lủi thủi một mình Lại đâm ra buồn chán Đi uống một tí về cho dễ ngủ Nói là uống một tí Nhưng mà càng uống lại càng mất trí nhớ Tôi quên mất Dạ dày của mình không ổn cho lắm Cái Lan thì không biết tôi đang đau Cứ nghĩ tử lượng của tôi cao Nên hai chị em uống liên tù tì Hết hơn hai chai mới ngưng Mãi đến khi thấy tôi nhằn nhó ôm bụng Nó mới hoảng lên rối rít hỏi Chị làm sao thế Chị thấy hơi đau Em đưa chị về đi Cái Lan nó hỏi dồn dập Về được không ờ, Sao lại về nhà Để em đưa chị đến bệnh viện nha Không không Chị chỉ về nhà nghỉ một chút là sẽ ổn thôi Trên đường về nhà Tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau Mỗi lúc một dồn dập hơn Trắng tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi Tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng Tôi sợ nó phát hiện Tình hình của tôi Nhất định sẽ đưa tôi đến bệnh viện Chị đau lắm sao Tôi nhất quyết không phát ra bất cứ tiếng động nào Trong miệng có mùi nồng nồng của máu Chụp ý thức cuối cùng Chìm dần sau khi nghe tiếng gọi dồn dập của cái lan Chị Giang, chị Giang, chị làm sao vậy? Chẳng rõ tôi đã ngất đi bao lâu, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, lại có cảm giác bản thân đang lơ lửng trong công trung, như đang đợi ai đó bế lên. Hình như tôi còn nghe cả tiếng người cằn nhặn, mắng mỏ tôi là đồ ngốc. Đến khi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, có mùi thuốc khử trùng, có ga giường màu trắng và cả kim truyền đang cắm vào tay tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được từng giọt dịch lạnh lẽo đang chảy vào trong cơ thể. Tôi mở mắt, định tần lại mọi thứ, nhận ra có thể mình đang ở trong bệnh viện, đây là nơi tôi không thể đến. Tôi cầm lấy dây truyền dịch định giật mạnh ra, không ngờ ngay lúc đó có một bàn tay khác lập tức phụ lên dựa lấy. Cùng với đó là ánh mắt đen thăm thẳm, quen thuộc, nhìn tôi không một chút kiên dạ. Cô đang làm cái gì thế? Tại sao tôi lại ở đây? Vì cô ngốc quá Bác sĩ đành bắt tới đây để chữa cho hết ngốc đấy Tôi biết anh ta đang mắng mỏ tôi Nhưng không còn sức để đôi co Tôi chỉ hỏi ngược lại Thế sao anh cũng ở đây Vĩ ngồi xuống giường bệnh của tôi Mặt mày lạnh tanh như cục đá Để làm gì Tôi muốn về Cô chưa được về đâu Nếu cô muốn người nhà cô có thể thấy cô đang sống tốt Thì tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ đi Đừng để họ phải mất công lo lắng Vậy thì dễ thôi Chỉ cần anh đừng nói gì với họ Cậu phải xem thái độ cô như thế nào Vị mang tới cho tôi một cốc nước ấm Ban đầu tôi không định uống Nhưng khi nhìn thấy nước mới biết Mình đang khát kinh khủng Tôi giờ cánh tay không vướng kia lên Định bê lấy cốc Thì vị đã nhanh tay đưa cốc gần miệng tôi vẻ mặt vẫn dựng dưng như không Đằng nào cũng là tôi đã thức cả đêm trong cô Thêm một cốc nước thì có nhầm nhò gì chứ Thấy vị nói như thế Tôi cũng không giả vờ ra vẻ Ngoan ngoãn cúi xuống Uống sạch cốc nước trên tay anh ta Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng Làm tôi cực kỳ khó chịu Phải khó càng lắm Tôi mới có thể ngăn được cơn buồn nôn Đang cuộn trong cuốn họng Ngồi giữa đây một chút đi Vị tinh ý nhìn thấy biểu cảm của tôi Anh ta vừa nói vừa đỡ tôi Dựa sát vào cây cối kề ở sau lưng Đỡ hơn chưa? tôi gật đầu đáp rồi bạn tôi đâu rồi con bé không sao chứ vĩ chau mày một lát gật đầu là cái người cùng ngốc gần bằng cô sao tôi bảo cô ta về rồi trong lúc này tốt hơn hết hai người không nên ở với nhau tôi trố mắt nhìn vĩ anh ta cong môi thậm chí còn có chút mỉa mai trần đời này tôi chưa nhìn thấy ai như cô đã nôn ra máu rồi còn nhất quyết đòi về nhà chứ dòng vị càng lúc càng khó nghe được cô bạn tốt kia của cô nữa cô có biết cô ta nói gì với tôi không tôi im lặng lắc đầu cô ta bảo không dám làm trái ý của cô nếu không là cô sẽ giận hai người các cô đúng là kỳ lạ đấy vị nói thêm cho tôi biết viêm dạ dày mãn tính xuất huyết suýt chút nữa thì thủng dạ dày Làm giang xem ra cô nói cô sẽ sống tốt Mấy lời đó chẳng qua cũng chỉ là nói suông thôi Ừ thì tôi sống không tốt lắm Có điều anh ta đầu nhất thiết Phải vạch trần ra trước mặt như thế Thì một lúc nữa thì tôi cố ý bảo vị đi về trước Lúc này trời cũng đã cận sáng Anh ta còn phải đi làm Vị cho mày nghỉ ngợi một chút rồi bảo Vậy tôi sẽ báo với anh trai cô đến đây canh cô Buổi sáng tôi còn có chút việc Tôi vội vàng từ chối Không cần đâu Bây giờ tôi tỉnh rồi nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ gọi cho y tá vì bước ra cửa dường như không yên tâm nên lát sau lại quay lại dặn nếu cô không muốn lần sau bị đẩy vào phòng phẫu thuật thì tốt hơn hết đừng có suy nghĩ ngoài việc ngoan ngoãn nằm ở đây tôi giả dạ vờ cúi xuống tránh ánh mắt của vị quả thực trong đầu tôi vừa nhen nhóm ý định bỏ trốn ngày nhỏ tôi từng cùng phong leo trèo trên cây cùng nhảy từ trên cao xuống Mấy trò vặt vảnh này đối với tôi mà nói Chẳng có gì khó khăn lắm Mỗi tuổi sau khi vĩ Đi chưa bao lâu Y tá đã vào tới nơi Cô ấy chỉ nhìn thấy mỗi tôi Sau đó nhìn quanh rồi hỏi Chồng cô đi đâu rồi Tôi lắc đầu ái ngại Đó không phải là chồng tôi đâu Hóa ra hai người chưa cưới Nhưng mà phải công nhận Bạn trai cô chăm sóc cô chu đáo thật đó Đêm qua từ tới đây Lần nào cũng thấy anh ấy ngồi tựa vào chỗ ghế kia Lúc nào cũng quan sát cô không rời Tôi lừa giải thích với cô ấy Và là dù sao thì Sau hôm nay cũng không gặp lại Nên tôi chỉ ở mười cho qua Đêm qua lúc anh ấy bế cô đến đây Cô đã hôn mê rồi Trước đó chắc là nôn không ít đâu Tôi thấy quần áo anh ấy dính đầy dịch nôn và máu của cô đó Tôi ngồi bật dậy hỏi Tôi làm máu dính vào người anh ta sao Cô không biết à Sau đó bác sĩ dặn anh ấy phải chú ý quan sát vì sợ cô đột ngột trở nặng Bạn trai cô áo cũng không thèm rửa Chỉ ngồi một chỗ nhìn chầm chầm cô đấy Cô ấy nhìn tôi dặn tim Cô nằm xuống nghỉ một lát đi Đợi bác sĩ khám xong rồi mới ăn nha Nhưng mà chỉ ăn cháo loãng tôi Tôi vùi mặt vào trong gối ủ rũ Ý định trốn viện lúc nãy chưa bao giờ trở nên lưỡng lự Một phần cũng bắt nguồn từ sự ấy nấy đối với Vĩ Không ngờ anh ta lại là người có lương tâm như thế nhưng quả thực nơi đây không thể ở lại Nỗi ám ảnh kinh hoàng kia vẫn quấn lấy tôi không buông Tôi cứ nằm như thế thêm một lúc Dạ dày lúc này đã thực sự ổn Tôi thò tay xuống Rút kim truyền đang cắm trên tay ra Nhưng chỉ mới vừa xỏ vào đôi dép Còn chưa kịp chuồn được nửa bước Cánh cửa phòng bệnh đã mở ra Người đang bước vào còn xách theo Một cái bình giữ nhiệt trên tay Cô đang làm gì thế? Ăn sáng đi Tôi lật đật leo lên giường trở lại cố ý giấu tay vào trong chăn, thản nhiên mỉm cười với Vĩ. Anh có lòng quá, nhưng mà không cần thiết lắm đâu, tôi có thể mua căn tin bệnh viện là được rồi. Mắt Vĩ dừng lại ở nơi tay tôi một chút, không biết đã nhìn thấy được những gì, nhưng cũng không vạch trần ra, chỉ hỏi ngược lại tôi. Cháu này khác cháu của mua căn tin, cô mau lại đây ăn đi. Tối hôm qua tôi không ăn được gì cả, sau đó lại nôn rất nhiều nên bây giờ có chút đói vừa ngửi thấy mùi khói bốc lên, tôi đã nuốt nước bọt. Nghe vị nói thế, tôi đột nhiên hào hứng. Vậy là cháu này do anh nấu sao? Không, tôi mua. Thế thì có khác gì tôi tự mua, vẽ chuyện thế? Vĩ dừng tay nhìn tôi. Khác chứ, cô có nghe câu cảnh giới cao nhất của cô đơn, chính là nằm viện một mình chưa? Chúng ta là hàng xóm. Tôi là đang không muốn cô nghĩ tôi đối xử với hàng xóm không tốt, Lúc này vị đã tắm sữa Thay một bộ quần áo sạch sẽ khác Anh lật bàn ăn Gấp ở bên giường bệnh lên Và đặt bình giữ nhiệt đã mở nắp sẵn Cùng với một cốc nước ấm bên cạnh Anh dục tôi Ăn một chút đi Cảm ơn anh Không cần nói nhiều như thế đâu Chúng ta là hàng xóm Nhưng cũng là người có lòng Chuyện đêm qua làm bẩn quần áo của anh Thành thật xin lỗi anh Vị ung dung cầm thêm một tờ báo đi tới ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhã mở ra đọc. Và cả chuyện anh đã nói với mẹ giúp tôi, tôi cảm ơn anh. Tôi nhìn Vĩ nói thêm, Vĩ nâng mắt nhìn tôi. Chuyện đó, lúc đó mẹ cô không liên lạc được cho cô, nên mới gọi cho tôi. Tôi cũng không thể nói dối gì ấy, không phải sao? Tôi gật gù đáp. Phải, anh đúng là không thể nói dối. Ngay cả chuyện hợp tác gì đó cũng không thể là nói dối có đúng không? vĩ đột nhiên lật mặt chuyện này không phải do chính cô nói sao tôi nghe cậu trí bảo lần trước hai người đã quyết định sẽ hợp tác với nhau sao thế cô đổi ý rồi đúng chứ tôi nhờ mắt nhìn bình hoa sen đang đặt trên tủ vĩ không đợi tôi hỏi thản nhiên giải thích cửa hàng cháu mới khai trương đây là hàng tặng kèm đấy cháu rất nóng cũng rất vừa miệng mùi hoa sen thoang thoảng bên cạnh ít nhiều làm cho tôi bớt say sẩm vì mùi thuốc khử trùng. Xem ra, đúng là người có lòng, đáng tiếc là tôi không có ý định tự nhốt mình vào đây để ngắm hoa sen. Tôi nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, nhưng hình như Vĩ không có ý định đi. Tôi vội hỏi. Hôm nay anh không đến công ty sao? Vĩ vẫn yên lặng đọc báo, chỉ có khóe miệng, kẻ mấp máy. Lúc đấy bác sĩ khám nói sao? Tôi bắt đầu vận dụng tài bị chuyện nói dối một cách trắng trợn. Bác sĩ nói bệnh tình của tôi không có gì nghiêm trọng. Sau này về nhà chú ý đồ ăn dễ tiêu một chút. Đoán chừng có vẻ vị chưa tìm lắm, tôi tự thú một chút. Và hạn chế uống rượu. Chỉ có câu này mới đúng là của bác sĩ nói. Mấy câu trước là tôi tự bịa ra. Thật ra lúc này bác sĩ bảo tôi phải sang chụp CT trước. Sau đó ngày mai sẽ sắp xếp đồi xoay dạ dày rồi mới đưa ra phương án điều trị thích hợp. Anh không cần ở lại đâu. Tôi tự lo cho tôi được. Anh cứ đi đi. Tôi sốt ruột nhắc lại. Vĩ nhàn nhã đặt tờ báo xuống, hơi nhiều mắt nhìn tôi. Sáng nay cô phải vào công ty. Tầm ít phút sau thì y tá lại vào kiểm tra bình dịch truyền của tôi. Tôi thẳng nhiên mỉm cười giải thích. Lúc đại tôi sơ ý quá nên Kim bị tuột ra, Nhờ chị cắm vào lại giúp tôi với Khi tôi nói câu đó xong Khóe môi vị nhếch lên một cái rất rõ Khẳng định đã đoán được Ý định bỏ trốn của tôi Cũng may vị không phải là một người quá nhàn nhã Mặc dù nói không phải đi làm Nhưng tôi thấy điện thoại của anh ta Cứ reo suốt Đến gần trưa dường như, như có việc không thể vắng mặt Vị bất đắc dĩ dặn tôi Nếu như cô không muốn báo cho người nhà Tôi sẽ cho thuê một y tá Tôi có việc gấp cần phải đi Tôi ngoan ngoãn gật đầu bảo Anh cứ đi đi Lát nữa tôi sẽ gọi bạn tôi vào đây Là người hôm qua Không là người khác Với cả tôi cũng đâu có phải là trẻ con đâu Hai chúng ta cũng không thân thiết tới mức Anh phải quản tôi như thế Mấy lời sau cùng hình như có hơi quá Đằng nào mạng tôi cũng là do anh ta đem về Đêm qua lại còn có lòng đưa tôi đến đây Còn thức canh cả đêm Sáng nay lại mang cháu tới sớm Thế nên tôi ấy nấy, hạ giọng bảo. Thật đó, tôi không muốn làm việc anh như thế này đâu. Vĩ một mặt đi ra cửa sau khi ném lại một câu rất lạnh lùng. Vì tôi đã lỡ nhận lời chăm sóc cho cô, nên tốt nhất cô cũng đừng có chết. Như thế này tôi sẽ không biết phải giải thích thế nào với mẹ cô cả. Sau khi Vĩ rời đi không bao lâu, tôi cũng rút kim truyền ra và chuồn gọi đó. Tuy có chút cảm giác tội lỗi, nhưng mà so với nó, thì việc rời khỏi nơi này vẫn quan trọng hơn. Hôm nay tôi còn phải làm một việc quan trọng khác, không thể phí thời gian để ở đây. Sau khi về tới nhà, tôi lôi chiếc vali đựng tất cả kỹ vật của Phong ra. Bây giờ chỉ còn một mình tôi, tôi sẽ không phải sợ bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi. Thế nên tôi có thể thoải mái, úp mặt vào gối mà khóc điên cuồng như một đứa trẻ. Trong vali, những món quà nhỏ chúng tôi từng tặng nhau, sau này khi anh mất tích Tôi đến vòng anh để dọn dẹp Rồi mang hết về đây Từ 6 năm nay mỗi năm lại có nhiều thêm hai món Đó vẫn là quà sinh nhật của anh và tôi Lần gần đây nhất Lần sinh nhật thứ 32 của anh Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện Phải đổi sang một cái vali mới Lớn hơn Vì tôi còn có một cuộc đời rất dài Đáng tiếc Có lẽ là không còn cần nữa Những thứ này không phải anh không thể nhận Mà là anh không cần nữa dưới cùng của vali có một cái hộp nhỏ Bên trong có chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích Đó là món quà quý giá nhất của mẹ anh Ngày chúng tôi còn yêu nhau Bà đã kéo tôi vào trong phòng Cẩn thận lấy nó ra từ trong rương để cho tôi xem Ánh mắt bà rất sáng Rất hạnh phúc Bà nắm lấy tay tôi trình trọng nói Làm giang Ngày gì về làm dâu nhà này Bà nội tàng phong Đã đeo chiếc vòng này cho dì Bây giờ dì sẽ đeo lại cho con nha Tuy không phải trang sức quý giá Nhưng cũng là kỹ vật Từ thời bà nội thằng Phong để lại Cháu đừng có chê Một thứ quý giá như vậy Tôi nào có dám chê Tôi chỉ cầm lên xem một lúc Rồi trả lại cho bà Tôi bảo Vậy dì cũng đợi tới ngày con chính thức làm dâu của dì Thì hẳn đeo vào cho con nha Suốt thời gian hai chúng tôi yêu nhau Bà lúc nào cũng lo tôi sẽ chịu thiệt tội Chính vì thế ngoài yêu thương tôi ra Bà còn làm mọi cách để bù đắp cho tôi Ngày đó mỗi khi tôi và Phong cãi nhau Bước luận là tôi sai hay đúng Phần lớn là do tôi sai Bà đều nhất quyết phê bình Phong Rằng Phong không được Bác anh phải xin lỗi tôi Đến mức anh phải ôm đầu kêu trời Rằng không biết rốt cuộc anh Hay là tôi mới là con ruột của mẹ Bà từng yêu thương tôi như thế Còn bên vực hơn cả đứa con trai Giỏi giang duy nhất của bà Đáng tiếc tôi lại vì sự ích kỷ của bản thân không thể bên bà lúc bà cần tôi nhất. Sau này khi bà đã về quê, tôi có xuống thăm bà một lần. Lúc này bà tuy thần trí đã không còn minh mẫn, nhưng khi nghe thấy giọng nói của tôi, vẫn theo thói quen cũ. Bà vỗ tay xuống giường ra hiệu cho tôi tới để ngồi xuống. Làm giang đó hả? Giọng bà vẫn rất ấm, bất cứ lúc nào cũng ấm hơn giọng của mẹ tôi. Làm giang để gì xem thử lúc này bà đã không thể nhìn thấy gì khác bà vừa nói vừa dùng tay sờ nắng khắp người tôi con đã gầy đi nhiều quá phải cố gắng ăn uống cho tốt ngày tháng sau này vẫn còn dài thằng phong nhất định sẽ quay về thôi tôi không kìm được lòng ôm chầm lấy bà ấy khóc nước lên như một đứa trẻ đáng lẽ ra những lời này tôi mới là người phải nói ra Tôi thậm chí vô dụng tới mức bắt một người mẹ mất con già yếu, bệnh tật, phải lo lắng cho tôi. Một lát sau bà đưa đôi tay nhăn nhiêu, mò mẫm vào trong rương, lấy ra chiếc phòng quý giá thêm một lần nữa. Lần này giọng bà vẫn trình trọng như lần trước. Làm gian, chiếc phòng này tuy không phải trang sức quý giá. Tôi nất lên, nó rất quý giá, với còn nó là món quà vô giá. Bà gợt đầu hài lòng Dì biết Con không phải là đứa ham giàu sang Nếu không Con đã không cần một đứa con trai Vừa nghèo Lại vừa nặng gánh gia đình như thằng Phong Dì không biết mình có đợi được đến ngày nó quay về hay không Ngoan Đừng có tự chối dì Con giữ lấy đi Sau đây hai đứa đám cưới thì bảo thằng Phong đeo Xem như đây là lời chúc phúc Cũng là mong ước của dì Có con ở bên cạnh chăm sóc cho thằng Phong vì có chết cũng có thể yên tâm Bây giờ anh đã trở lại Chiếc phòng vẫn còn ở đây Chỉ là mẹ của anh đã nói sai mất Không phải tôi không cần anh Mà anh không còn cần tôi Chiếc phòng này là kỹ vật mà mẹ anh ấy Đã giao lại cho con dâu Tôi đương nhiên không có tư cách để giữ nữa Tôi xếp mấy bộ quần áo Mang theo cả chiếc vali nhỏ Nặng tựa ngàn cơn kia đi về quê Đằng nào tôi cũng không biết Anh cần gì và không cần gì Thôi thì cứ mang trả hết cho anh Tôi pha một ly cà phê để nhâm nhi Đêm qua, đêm trước Tôi đều mất ngủ Hôm nay trở về thăm mẹ anh Không thể mang theo dáng vẻ chật vật ấy Như thế bà nhất định sẽ không yên tâm Sẽ cho rằng 6 năm qua tôi sống không tốt Đành rằng mối tình đầu đẹp đẽ và cao quý Mà tôi nâng niu trong trái tim Vào mấy ngày trước đã chính thức bị anh làm cho vợ nát Thế nhưng tôi luôn tin rằng dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, tình cảm mà mẹ anh dành cho tôi vẫn luôn như thế. giống như ông tôi, đến tận bây giờ vẫn luôn lo lắng cho tôi. sau khi dặm thêm một chút son môi, phủ lên má chút phấn hồng, nhìn bản thân trong gương không còn đến nỗi nhợt nhạt, tôi mới hài lòng rời đi. ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng vị xuất hiện, bàn tay đang nắm lại dơ lên trong không trung, từ từ hạ xuống, vì chúng tôi đứng rất sát nhau. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng lồng ngực của anh ta vừa xẹp xuống, giống như vừa thở vào sau khi trút được cánh nặng. Vì kẻ lít xuống chiếc vali trên tay tôi, tôi giả ngốc giải thích. Tôi có việc, cần phải về quê. Vĩ Châu mày nhìn tôi chăm chú. Tôi phải đi bây giờ, xe đến rồi. Vì quyết tâm không cho tôi giả ngốc. Một tay chống lên tường chặn tôi, cúi người xuống nhìn tôi. Vì sao lại trốn khỏi bệnh viện? Thật may tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phát điên lên Vì tôi đã gây phiền toái lại không còn biết nghe lời Thế nhưng dòng điều của anh ta vẫn đều đều Bác sĩ chỉ định đi chụp CT Nội xoa dạ dày Hay thật, như thế mà cũng có thể trốn Nhưng anh cũng biết đấy tôi không thích ở bệnh viện cho lắm Trên đời này làm gì có ai thích ở bệnh viện Nhưng mà họ biết yêu bản thân mình Thế nên bằng cách này hay cách khác Sẽ luôn vui vẻ chấp nhận Sau khi nói một lèo Vĩ lại thở hát ra một cái Nhìn vali trên tay tôi nói thêm Rốt cuộc là cô muốn đi đâu Tôi thành thật bảo Hôm nay là ngày vụ của mẹ đấy Tôi muốn về quê thắp hương cho dì Ánh mắt Vĩ đột nhiên có vài phần khó xử vả lại tôi cần trả lại một thứ Vĩ châu mày nhìn tôi đầy khó hiểu Tôi cười gượng gạo Anh cũng biết đấy Anh ấy đã sắp cưới vợ tôi lại còn đang giữ một món quà kỹ vật mà mẹ anh ấy muốn tặng cho con dâu. Ai nói xem, tôi đã vô duyên vô cớ chịu nó quá lâu có phải không? Trước đây tôi là người rất giỏi lau sạch nước mắt trước mặt người khác. Lâu như vậy rồi dường như có rất nhiều thứ đã thay đổi. Tôi của lúc này dù đang đứng trước mặt vĩ, hai hốc mắt vẫn cứ cay cay. Vì thế tôi mới rời gọi đó. Anh yên tâm đi. Sau này tôi sẽ chú ý chăm sóc bản thân ánh mắt của vị không hề thay đổi giọng nói vẫn trầm thấp và bình tĩnh vậy tôi đưa cô đi tôi vội vã từ chối sao có thể làm phiền anh chứ tôi đã gọi xe rồi vả lại tôi không lên liền trong ngày hôm nay vị chỉ nói ngắn gọn ra xe tôi đưa cô đi dọc đường vị không nói quá nhiều chỉ tập trung lái xe dù sao cũng đang nhờ vả tôi cũng không thể cứ im lặng mãi nên đành, đành mở lời ra tiền tôi nợ anh hết bao nhiêu để tôi gửi lại nhé tiền gì tiền nằm viện còn tiền mua cháo tiền hoa suýt chút nữa tôi đã tính thêm cả tiền xe ngày hôm nay Suýt cho cùng thì dù là đã nhận lời mẹ tôi hay là vì mối thân tình của mẹ tôi với mẹ vĩ thì anh ta đối với tôi như thế cũng đã là quá tốt vĩ liếc nhìn sang tôi cười tiền hoa thì tôi đi đó là quà tặng kèm khi mua cháo tôi biểu môi anh thôi đi tôi đâu có phải là con nít chứ thế rồi tôi đề nghị hay là thế này đi hôm sau tôi mời anh đi ăn cơm nha cũng được khá lâu rồi tôi không ăn cơm nhà tôi ngại ngùng khai tôi không biết nấu đâu ý là tôi sẽ mời anh ra ngoài ăn Vĩ nghiêng đầu nhìn tôi tợn hơn Tự nhiên không tin được một đứa con gái sống ở quê từ nhỏ Lớn lên lại sống một mình mà lại không biết nấu ăn Tôi cũng biết mấy người làm ăn nhiều vĩ Lại còn ở một mình thì chuyện anh ta lâu rồi không có ăn cơm Là có thật Tôi ấy nấy nói thêm Anh yên tâm đi Tôi biết một quán ăn bình dân Vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ Các món ăn lại có mùi vị đặc trưng khá ngon Vị vẫn cố gắng vớt vát Cô có thể nấu được món gì Tôi không tự tin món gì cả Bình thường tôi không nấu ăn Nhưng nếu từ chối nữa thì cũng kỳ Tôi đành phải trả lời vĩ Vài món đơn giản thôi Với cả lâu rồi tôi không nấu Hy vọng có thể nấu Điều về quê tôi chỉ có mấy chục cây số Dọc đường đi tỉnh thoảng Tôi chỉ đường cho vĩ Tỉnh thoảng lại nói vài câu Nên cũng nhanh tới Nhà tôi ở cuối xã Đường đi vào vừa ngoằn ngoèo Lại vừa nhỏ Nên xe phải đi rất chậm Lúc đi qua nhà vong, tôi lặng lẽ nhìn vào, thấy mái ngói đã đổ siêu vẹo hết. Sân đầy lá mục và cỏ dại. Trước đây tôi đã thuê dì tám hàng xóm, phụ trách dọn dẹp cả nhà tôi và nhà anh. Nhưng có lẽ thấy lâu ngày không có ai trở lại, nên dì ấy cũng đã chợn bỏ bi Đúng là chẳng có gì tàn nhẫn bằng thời gian. Bốn người chúng tôi mới từng cùng nhau sống vui vẻ đó, thoát một cái, đã chỉ còn là kỷ niệm còn đang mãi nghĩ về những ngày tháng xa xưa đó Đã nghe thấy giọng nói chậm rãi vang lên Tới nhà cô rồi xuống đi Tôi hoàng hồn quay sang Vĩ Nhưng sao anh lại biết được nhà tôi Vĩ xuống xe Vòng qua bên kia mở cửa cho tôi Xuống thôi, đây có phải nhà cô sao Anh ta vừa nói vừa giúp tôi cầm xuống chiếc vali Tôi luống cuốn giữ chặt Để tôi tự mang đi Gương mặt Vĩ vẫn không có chút dao động Vậy thì đưa cái kia đây Chính là cái ba lô nhỏ hơn Tôi đang đựng mấy bộ quần áo Và ít vật dụng linh tinh Dù sao thì có thể đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây Nên mang theo để phòng khi dùng tới Căn nhà lâu ngày không có người ở Nên rất bụi bặm Tôi nói thật lòng thì hơi ngại Vì dù sao cũng là con nhà giàu có Từ bé tới lớn Chắc chưa từng đến mấy nơi hẻo lánh Lụp sụp như thế Nhưng không ngờ vị rất tự nhiên còn quay đầu thúc giục tôi Sao thế? Nhanh lên Thấy anh ta tự nhiên như thế Tôi cũng không cản nữa mà ôm vali lẹo đẹo đi theo Bước chân tôi mỗi lúc một nặng nề Từng kỷ niệm nơi này vẫn tựa như dây thường xuân Quấn chặt lấy tôi không buồn Cô không sao chứ? Tôi gượng gạo lắc đầu Tôi không sao Căn nhà lâu ngày không có người ở Lại đang vào mùa mưa Nên toàn mùi ẩm mốc Khắp trên các cánh cửa, mà nhện đã chăn đầy hết cả. Bản lề của cánh cửa chính vào nhà bị kẹt lại, khiến tôi loay hoay một lúc, cũng không thể mở. Lúc này vị mới tiến tới trước mặt tôi. Một tay giữ lấy cánh cửa, tay kia đẩy tôi ra, bảo. Cô tránh ra đi. Vị lần lượt mở hết tất cả các cánh cửa ra. Một lát sau không khí trong nhà bắt đầu thông toán hơn một chút. Tôi lấy dẻ lau sạch bộ bàn ghế Lấy ra một chai nước lọc mời Vĩ Ngại quá Anh ngồi đây một lát nha Tôi phải vào bên trong để chọn dẹp Vĩ khoát tay Cô cứ làm việc của mình đi Tôi có mang theo mấy hộp bánh để tắp hương cho bố Mỗi tuổi trên bàn thờ Cũng dính đầy màn nhện với bụi bặm Tôi đành phải để tạm lên bàn Rồi bắt đầu xoắn tay vào để chọn dẹp Bàn thờ của bố hơi cao Khi tôi vừa kéo ghế định leo lên Thì Vĩ đã ngăn Tránh ra đi, Vĩ vừa nói vừa giành lấy khăn trên tay tôi Tôi tròn mắt nhìn anh ta Anh định làm gì? Cô vào trong dọn dẹp đi Chỗ này để mặc tôi Tôi vừa không hiểu lý do Vì sao anh ta phải giúp tôi nhiệt tình như thế Vừa không tin Một cậu ấm như Vĩ lại chấp nhận làm mấy việc như thế Nên nhất thời tôi cứ tròn mắt nhìn Vĩ Cô có vẻ thích nhìn tôi quá Tôi lúng túng dời mắt đi chỗ khác Không, không phải thế Anh cứ ngồi chơi đi, Tôi đâu thể phiền anh nhiều như vậy chứ Vị tạng nhiên đáp Tôi chỉ muốn xong sớm về sớm Cô nghĩ một mình cô thì dọn đến bao giờ cho xong hai căn nhà chứ Thế thì lại càng không cần Tôi nói thật đấy, anh cứ về đi Ngày mai tôi sẽ tự mình đón xe đi Vĩ miệng nói tay làm Chưa gì đã bắt đầu quét được Mấy cái màn nhện bám nơi cao nhất Con người này rất kỳ cục Quen biết vì bao nhiêu lâu nay Đôi khi tôi cảm thấy anh ta chính xác là một người đa nhân cách. Có khi rất tiết kiệm lời nói, lười phí công bày biểu cảm. Có khi lại có thể lại nhại rất nhiều lời, dòng điều tuy khó nghe, nhưng toàn là lời có thật. Có điều dẫu ít nói hay nói nhiều, tôi cũng phải thừa nhận con người này nói được làm được. Còn làm nhanh hơn cả tôi, khi tôi chỉ mới vừa dọn xong dưới bếp, vị đã không chỉ dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ mà cả phòng khách. Và mấy cánh cửa cũng không còn dính tí bụi Tôi đính nhìn bàn tay vốn đẹp đẽ của anh ta Giờ đây dính toàn bụi Trắng đen loàn lũ Tự nhiên lại vừa tò mò vừa cảm động Vĩ cũng nhận ra tôi đang đứng đó Anh ngẩng đầu lên Hiền lành hỏi Sao thế? Tôi chép miệng suy nghĩ Tôi vẫn không tài nào hiểu được Sao anh lại phải giúp tôi nhiệt tình như thế? Vĩ bật cười nói Chẳng phải cô nói mạng của cô là do tôi nhặt về sao? Thế nên anh mới phải có trách nhiệm với tôi Cũng phải Nếu như cô tự có trách nhiệm với bản thân mình một chút Thì tôi đã không phải vất vả như thế này Lời nói này của vị khiến tôi không khỏi cười thành tiếng Tôi gật cù bảo Từ bao giờ anh lại đem sự vất vả của anh thản nhiên cột lên lưng tôi như thế Tôi dẫn vị ra phía sau giếng Múc nước cho anh tàn sửa tay Cái giếng này rất sâu Nhưng được cái dù lâu ngày không dùng đến Nước vẫn trong và ấm chứ không bị bút tay như khi dùng nước máy. Tôi múc cho vị rửa xong, đến lượt vị múc cho tôi. Tôi vừa đưa tay ra hướng dòng nước ấm ấm và chủ động kỹ Ngày trước giếng nhà tôi, ở mại thiết dưới gốc cây xoài kia. Nhưng mạch nước ở đó không như trong đây. Về mùa hè lại còn bị cạn nữa. Sau đó anh Phong đã đào cho ông cháu tôi cái giếng này. Vị chỉ im lặng thả cầu nước, múc tìm nước cho tôi còn có ngôi nhà này nữa sau khi tôi với ông lên thành phố thì mỗi khi có dịp về anh ấy vẫn tranh thủ chạy sang sửa sang dọn dẹp sạch sẽ nếu như sáu năm nay đây... tôi vốn định nói là nếu như sáu năm nay anh ấy không mất tích thì hôm nay tôi đã không trở về trong khung cảnh lạnh lẽo như thế nhưng cuối cùng tôi đã kịp dừng lại dù sao thì những thứ tôi từng khắc vào trong tim đến cả anh cũng không còn lưu tâm huống gì là người khác Tôi nghĩ với vị mà nói Đây cũng chỉ là một câu chuyện phím mà thôi Sau khi thắp hương cho bố xong Thì cũng đã quá trưa Ở đây là thôn quê Không giống như trên thành phố Giờ đây có đi ra đường Thì cũng chẳng tìm được quán nào bán đồ ăn Tôi thì không thấy đói Nhưng không thể bắt người khác phải nhìn theo Thế nên tôi hỏi Vĩ Hay là tôi ra phía trước Mua mấy gói mì nha Anh thông cảm trong nhà tôi không còn gì khác Tôi chỉ không dám bảo anh ta về thêm lần nữa Mới lịch sự nói như thế Chứ trong lòng vẫn nghĩ Vĩ sẽ từ chối Ai ngờ Vĩ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu bảo Cũng được Vậy thì cô nấu đi Mì tôm không đó tôi không chắc là Ngoài quán có rau có trứng đâu May mà trong nhà tôi vẫn có sẵn ấm đu siêu tóc Nên không mất quá nhiều thời gian Tôi bê hai bát mì đặt lên bàn Nói thêm lần nữa Xin lỗi anh để anh mất công xuống tận đây Lại không mời được bữa cơm tử tế Vĩ công môi nhìn tôi Với cô thì bữa ăn như thế này Cũng được coi là tử tế rồi Cũng phải Tuy chỉ là mì thôi Nhưng mà tôi dùng nước ở giếng đào sâu 20 mét Để nấu chanh đó Trên thành phố không có loại nước này đâu Vĩ còn đang gấp mì Nghe tôi nói thế đột nhiên dừng lại hỏi Nhưng mà giếng này Lâu ngày không dùng không có vấn đề gì chứ Tôi ừ một tiếng bắt đầu cúi xuống ăn Nhưng mà tôi không đói lắm Nên ăn uống không thể ngon miệng được anh được hai muỗng ngẩng đầu lên vẫn thấy vị đang nhìn tôi chăm chăm Tôi hỏi Sao anh không ăn đi Vĩ nheo mắt lại trả lời Không phải nước này có vấn đề gì đấy chứ Không Ông cháu tôi trước đây sống không mất lòng ai cả Không có ai làm hại đâu mà lo Vậy sao nhìn cô cứ như đang nuốt thuốc độc thế Đáng lẽ tôi định nói mình ăn không ngon miệng Nhưng lại lười cãi nhau với tên lắm lời này Đành phải tức tối gấp mì lên Ăn xong lại còn bê bát Hớp sạch sẽ nước Tôi chia cái bát không ra trước mặt hỏi Vĩ Bây giờ anh ăn được chưa Lúc này vị mới cúi đầu ăn Nhưng mà cách ăn của anh ta Khác một trời một vực so với tôi Cũng là ăn mì nhưng không phát ra một tiếng sột soạt Mà chậm rãi từ tốn Lưng ngồi thẳng tắp Chỉ có đầu là hơi cúi xuống Đúng kiểu con nhà có giáo dục Tôi buồn đùa đứng dậy nói với anh ta Bây giờ tôi còn có việc Anh ăn xong thì cứ về trước đi Cửa và cổng đều không cần quá Anh cứ khép lại giúp tôi Vị trầm rãi nuốt hết miếng mì trong miệng Rồi ngẩn đầu lên hỏi tôi Cô đi đâu à? Tôi sang nhà Phong Hôm nay là dỗ mẹ anh ấy Với cả lát nữa tôi còn phải ra mộ tắp hương Nên phải tranh thủ Không đợi anh được đâu Vĩ gật cù nói rất nhỏ trong miệng Là ánh mặt trời của cô Cái gì? Không có gì, cô cứ đi đi Tôi bỏ lại mình Vĩ ngồi ăn Còn mình thì đi lên phòng khách mở vali Bên trong có rất nhiều món đồ Đều là những thứ chúng tôi từng coi như báu vật Có điều sau 6 năm Mọi thứ không còn như xưa Tôi ngồi thờ tận rất lâu Mỗi một món quà đều gắn với một kỷ niệm Là một đoạn hồi ức không thể nào xóa đi Tôi không biết đời này Mình còn gặp lại anh hay không Nên mỗi lần cầm chúng trên tay Tôi đều muốn khắc chúng vào trong tim Đến khi vị đi lên và đứng bên cạnh tôi Giọng nói có vẻ dưỡng dưng Vòng xuống từ đỉnh đầu Cô còn chưa đi sao Trên tay tôi đang cầm quyển nhật ký của Phong Từng nét bút rắn rỏi của anh Như đâm vào trong trái tim tôi Tôi cố sức nuốt vào một ngùm khí lạnh Để đè nén dòng máu Đang dồn nén lên não Tôi đang tìm một vài thứ Là những thứ anh ta cần sao Tôi cười buồn bã Ngay cả người không còn nữa Anh nghĩ anh ấy còn cần mấy thứ này nữa hay không Tôi vừa lục lòi trong vali Vừa chậm rãi kỹ Anh biết không Từ 6 năm nay Cứ mỗi năm đến sinh nhật của anh ấy Tôi đều tặng cho anh ấy một món quà Anh nói xem Anh ấy vẫn nhận quà Không lần nào từ chối Có sao bây giờ lại không chịu nhận tôi Quả thật mỗi lần lật mở lại đoàn hồi ước này Tôi đều tự như người đã mất hết sức Sự cố gắng của tôi trong mấy ngày qua Đều đã bày biển mất Giờ đây trước mắt vĩ Chỉ còn là một tôi đơn độc Đau thương và tuyệt vọng đến cùng cực Đáng lẽ ra tôi không nên mang dáng vẻ chật vật này trước mặt vĩ Tôi đã tính toán rất kỹ Tôi đã mang nó về tầng đây Đáng lẽ tôi có thể thoải mái Cởi bỏ lớp mặt nạ dày cột trên mặt xuống dù có trần trụi xác sơ thế nào cũng không một ai quan tâm. Tiếc là có vị đi theo, tiếc là anh ta lại không rời đi, giống như một người đến không đúng lúc. Vậy cô còn mang về đây làm gì chứ? Tôi nửa đùa nửa thật đáp. Để có thời gian suy nghĩ thêm, biết đâu có vài món anh ấy cần thì sao? Vị gãi gãi lông mày suy nghĩ. Lần trước cô nói sẽ chấp nhận thực tại, bây giờ có muốn đổi ý hay không? Tôi lắc đầu rất nhẹ Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô Nhưng mà chỉ một lần này thôi Nếu như cô không đồng ý Thì từ nay đừng bao giờ bày ra chán vẻ Đáng thương này thêm một lần nào nữa Tôi nhìn Vĩ bật cười Anh định giúp tôi bằng cách nào Anh thậm chí còn không biết mặt anh ấy Vị đứng dậy Lương thẳng tắp Đầu ngẩng cao Ánh mắt đầy kiên định Muốn hay không Tôi cũng lắc đầu đầy kiên định không? Tôi không muốn anh phải đau khổ Tôi càng không muốn một cô gái đáng tường cát đau khổ Dù sao thì so với bọn họ Tôi cũng có 6 năm tường trải Tôi đã quen Vậy thì những món quà của 6 năm qua Anh ta vốn không hề nhận Người đàn ông của cô đã chết từ 6 năm trước Tôi gật đầu đáp Thế nên bây giờ tôi có việc phải làm Tôi cầm lấy chiếc vòng của mẹ anh khóa vali lì tôi thản nhiên bảo đây vốn dĩ là quà mẹ anh ấy dành cho con dâu tương lai tôi đền trả lại cho chủ nhân của nó ngoài sân trời nắng nhẹ ấm áp tôi hít sâu một hơi tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều căn nhà bên cạnh dường như có tiếng động là tiếng người cười nói sau đó là tiếng bước chân đang đến rất gần tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng người ở sau hàng rào dâm bụt chị lam giang trùng hợp quá Chị cũng về thăm nhà sao Tôi có cảm giác Toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não Sau đó nổ ầm một tiếng Chị Lam Giang à Chị về từ lúc nào thế Tôi bắt gặp cái nhìn dưỡng dương lành nhà của anh Lúc này mới lúng túng thu lại tầm mắt Ờ à, tôi mới về thôi Hóa ra chị Dương đã nói cho họ biết Ngày dỗ của mẹ anh Cũng chính là chị ấy đã cho anh địa chỉ Họ đều không ngờ tôi cũng quay về vào đúng hôm nay Bàn tay tôi trở nên trắng bệt Đôi môi khô khóc Trong lòng vô cùng hỗn loạn Trước đây hàng trăm bụt này còn rất thấp Từ ở bên kia sân Anh chỉ cần nhúng người một cái Liền có thể nhảy qua nhà tôi Tôi thì ngược lại Vốn thấp bé hơn anh Nên loay hoay mãi Cũng không có cách nào leo sang nhà anh Anh liền chặt bớt hai cây Chừa cho tôi một lối đi vừa vặn Sau này khi mới ra trường Tôi đi làm ở công ty Chưa quen người quen việc tính tôi lại không giỏi ăn nói đề mãi không thể hòa đồng ngày đó mỗi lần gặp anh tôi đều nhõng nhẽo tan thở anh vừa bóp vai cho tôi vừa cười hiền lành đợi sau này già rồi chúng ta cùng về quê sống đến lúc đó anh sẽ trồng cho em một vườn đầy hoa cúc một bàn trà nuôi một con mèo phía trên treo một dãy chuông gió sáng ra bờ sông đi dạo tối về cùng nhau uống trà nhé tôi rút đầu vào hõm cổ của anh cười cười bảo thì em sẽ làm gì? Em hả? Để xem em sẽ làm được gì nào? Anh ngẫm nghĩ một lát, thò tay véo vào má tôi. Em chỉ cần ngoan ngoãn cho anh một chút thôi, đừng có lười biếng ngủ nướng quá. Có lần anh lại nói. Đến lúc đó, anh sợ mình không còn sức nhảy qua hàng rào nữa. Cây mỗi lúc một cao, người lại mỗi lúc một yếu. Chính vì thế nên bao nhiêu năm nay, Tôi đều nhờ người tỉa hàng trăm buộc gọn gàng Chỉ cao vừa tầm để anh có thể leo qua Bây giờ người đàn ông kia đã quay trở lại Người rắn rỏi và góc cạnh hơn Từng đường nét trên khuôn mặt không có gì thay đổi Tiếc là anh không còn ý định Sẽ leo qua hàng rào để gặp tôi Vậy người đàn ông kia đâu rồi? Có lẽ đã chết Vì nói đúng Người đàn ông tôi tỉa hàng rào để đợi suốt 6 năm qua Đã chết Anh thậm chí còn nhìn tôi đầy cảnh giác Cảm ơn cô đã luôn nhớ đến ngày vỗ của mẹ tôi Tôi dùng hết sức lực để nặng ra một nụ cười tươi Đều là chuyện cần làm thôi Là chuyện mà 6 năm qua tôi nên làm Từ bây giờ thì không nên nữa Nhà lâu ngày không có người nên chắc là bụi bầm Để em vào trong lâu dọn một tí Rồi chị Dương Cùng sang thắp hương cho mẹ em luôn nha Giọng nói của Mai Sương Vẫn trong trẻo như lần đầu gặp Tôi chậm chạp nhích từng bước Đưa cho anh chiếc chìa khóa tôi bảo Cái này bây giờ anh đã về rồi Đến lúc em nên trả lại Có một bộ nữa chị Tám đang giữ Nếu nhanh muốn lấy lại Thì để em nói với chị ấy Khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào tôi Tôi cố gắng khống chế hết mức Không cho phép bản thân mình run rẩy Cảm ơn cô Suýt chút nữa tôi đã nắm chặt tay lại Nhưng anh đã nhanh hơn tôi Lúc nào cũng thế Anh luôn là người rất nhanh nhẹn Ngay cả việc quên tôi Hơi ấm ít ỏi tan biến cõi lòng bàn tay Chỉ còn lại cái lành lẹo đến nhói bút Mai Sương lại hỏi tôi À Chị còn ở lại đây lâu không? Có lẽ tối nay tôi sẽ về lại thành phố Vậy thì may quá Bọn em đang định hỏi tam đường đi ra mộ mẹ anh Nam Mà may mà chị có ở đây Hay là lát nữa phiền chị dẫn đường cho tụi em đi với nha Đó là một lời đề nghị hết sức hợp lý Tôi có thể từ chối sao tôi gật đầu đáp ừ. cũng được mai sương vẫn luôn nhiệt tình và ăn nói rất dễ nghe chị về có một mình sao nếu không bận thì đêm nay hay là ở lại đây cùng bọn em cho vui em nghe nam nói trước đây hai người rất thân với nhau có một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu tôi anh nhớ lại rồi sao nhưng ánh mắt nửa lạnh nửa dài chừng của anh đã đánh thức tôi không phải anh đã nhớ mà trước đây tôi đã từng nói đây là tôi quay đầu nhìn theo mai sương đang nhìn thấy vĩ đứng ở phía sau tôi chẳng biết anh ta ra đây từ lúc nào vĩ tiến thêm hai bước đứng ngay chỗ tôi nhìn thẳng về phía bên kia hàng rào nhàn nhạt cất tiếng chúng tôi cùng về tôi nhìn thấy một tiếng ngạc nhiên trong mắt phong mai sương hơi hà giọng bảo tôi chị lam giang à anh ấy với anh nam nhà em trước đây có quen biết nhau không ạ à? tôi lắc đầu vĩ khẽ nhìn tôi nói dù sao thì bạn trai cô cũng không còn nhớ chuyện trước đây vì thế chúng tôi quen biết nhau hay không cũng chẳng có gì đặc biệt cả vâng thế thôi cứ xem bạn của chị giang cũng là bạn của anh nam nhà em vậy em xin phép vào trong nhà dọn dẹp lát nữa mời anh chị sang thắp cho mẹ em nén hương nha lại vẫn là vĩ trả lời tay tôi được rồi lát nữa chúng tôi sẽ sang Mãi tới khi bóng lương anh đi quốc vào bên trong Tôi vẫn chưa thể nào nhích chân Mọi thứ trước mắt như một giấc mơ Cảm xúc lên xuống thất tượng Làm dạ dày của tôi bắt đầu đau âm ỉ. Tôi cắn chặt môi Chẳng biết rốt cuộc Vì không cho phép bản thân mình khóc Hay là muốn che giấu cơn đau Thế nhưng vị đã nhanh có thể nhận ra biểu hiện của tôi Anh cúi đầu lo lắng hỏi Làm sao thế? Tôi cố gắng đứng thẳng lên lắc đầu bảo Tôi không sao Vậy thì vào nhà thôi Mặt trời của cô đã đi khuất Tôi gượng cười bảo Đừng có đùa với tôi nữa Với tư cách là một người bạn Đáng ra lúc này anh nên động viên tôi vài câu chứ Tôi không biết động viên người khác đâu Có người còn bảo Mỗi khi tôi nói mấy lời đó Khiến họ phát ngáy đến buồn nôn Cũng được Nói thử xem Vị gãi gãi lông mày suy ngẫm một lát sau nhìn tôi nói một cách nghiêm túc Thế này đi Cô nghe thử nhé Mặt trời kia vừa đi quốc rồi đừng tìm nữa Ngày mai sẽ lại có một mặt trời khác Chiếu sáng cho cô tôi Hoặc là thế này nhé Đừng mãi mãi tìm kiếm hơi ấm từ hồi ức Ngay bên cạnh cô Trước mặt cô và xung quanh cô Nhất định sẽ có một người đủ khả năng sưởi ấm cho hiện tại của cô Cho cả tương lai nữa Quả thực toàn là những lời văn vỡ tôi buồn đôn Tôi lật mặt vĩ Mấy lời này anh học của anh nhân bạn anh đúng chứ Cũng may là vị khá tự tạ đáp Ừ nhưng mà chỉ một nửa thôi Tôi thấy hay là thôi đi Anh hãy cứ đọc mồm đọc mị như ngày đầu anh gặp tôi Mấy lời này không chỉ làm cho tôi phát ngấy Mà còn làm cho anh không còn giống anh nữa đó Vĩ rủ vai Thì thế Tôi chẳng đã nói trước với cô còn gì sau khi vào nhà tôi uống một viên thuốc giảm đau Cái lời lọc đầu tiên Với cái mát chỉ là hàng xóm của anh Chính là việc Thay vì giờ này đang phải dọn dẹp bên nhà phong Thì tôi lại có thể leo lên giường nằm nghỉ ngơi Xem ra Đến ông trời cũng muốn nói cho tôi biết Đã đến lúc tôi nên dừng lại Sau đó Tôi cùng với Vĩ sang nhà anh Chúng tôi vừa tới Là lúc họ vừa dọn dẹp xong Phong còn đang múc nước cho Mai Sương rửa trái cây Bên cạnh đó vẫn là lối đi rất nhỏ Ngày đó tôi thường hay lẹn qua Chỉ là một lối đi rất nhỏ thế thôi Nhưng mãi vẫn chẳng thế nào lấp đầy Tự như khoảng trống trong trái tim tôi Dù nói thế nào thì khi nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt Vẫn không thể nào ngăn được từng cơn đau buốt trong tim Anh cũng từng đứng bên cạnh múc nước cho tôi rửa tay Chớp mắt một cái Tôi đã trở thành người đứng dạt sang một bên Bên cạnh anh lại là người con gái khác mai sương nhìn thấy chúng tôi ngẩng đầu lên cười rất tươi anh chị đến rồi sao tôi bày ra một nụ cười hết sức công nghiệp có cần tôi phụ gì không dạ không đâu chị à bọn em không biết bếp nút còn dùng được không nên không chuẩn bị được gì cả xem ra năm nay đành xin mãi thứ lỗi mai sương bê từ dưới bếp lên một đĩa xôi gà vừa cười vừa nói cái này là bọn em mua lúc đi ngang qua nhà hàng ở đây cũng giống quê của em kiếm mãi mới có chỗ bán. Em đang bảo với anh Nam, đợt này ở lại vài ngày để sắm sửa bếp nút đầy đủ. Rồi Tết về, em tự nấu cơm mời mẹ, xá tội với mẹ sau. Cô ấy vừa nói vừa trao lại đĩa xôi gà cho Phong. Anh vừa cười hiền lành vừa bảo. Anh đã nói với em không cần cầu kỳ đâu. Mẹ anh cả đời sống rất đơn giản. Nhưng mà đám chỗ mẹ đâu thể nào quá đơn sơ. Tôi thật sự muốn ngăn anh lại nhưng không có cách nào mở miệng ra Cũng không biết mình có tư cách gì Để ngăn con dâu tương lai Báo hiếu Mãi đến khi anh chuẩn bị đặt mâm cổ lên bàn tờ Tôi mới vườn tay nắm lấy vạt áo anh Không cần đâu Anh nhìn tôi trong chốc lát Dời mắt xuống chỗ tay tôi đang nắm Tôi bối rối bỏ tay ra bảo Dì ăn chay trường từ nhiều năm trước Sau này dì mất Em cũng thắp hương đơn giản như vậy thôi Không quá cầu kỳ anh từ từ hạ mâm cụ xuống Vẫn không nói với tôi một câu Ở bên kia sắc mặt của Mai Sương có chút khó coi Thời gian chậm dạp trôi qua Tôi thấy mình căng thẳng Tự như sắp nghẹt tở Đợi một lát Vị mới lên tiếng phá tan bầu không khí Cúng dỗ chỉ là hình thức tưởng nhớ người đã quốc Lòng thành là chính Đừng câu này quá Lúc này Mai Sương mới bước tới Cười cười ái ngại Em sơ ý quá Đáng lẽ em phải hỏi chị Giang trước mới phải Em xin lỗi Mai Sương không cho anh đặt mâm lên bàn thờ nữa Dục anh Anh mau tắp hương cho mẹ đi Nhớ báo cáo đầy đủ nha Mấy lời sau cùng thật ra Cô ấy đã ghé sát tay anh Hà thấp giọng Chỉ là khoảng cách giữa tôi và hai người không quá lớn Tôi vẫn có thể nghe Anh nhớ xin phép Và báo cáo với mẹ đầy đủ nghe chưa Tôi lặng lẽ cắm hương lên bàn thờ Sau đó lùi ra Đứng bên cạnh họ thế này tôi chẳng khác nào một kẻ thứ ba. Khi chỉ có hai chúng tôi ở dưới bếp, Mai Sương đã cầm lấy tay tôi, trình trọng bảo Chị Lam Giang, em có một chuyện muốn nhờ chị giúp. Tôi không thích cách tiếp xúc thân mật này cho lắm, từ từ rút tay về. Mai Sương quả là người rộng lượng, không thèm để ý đến tiểu tiết. Em được biết chị là người chuyên thiết kế cảnh quan khách sạn và các bữa tiệc. Tôi căng mình đợi cô ấy nói Thế nên chị Lam Giang Đợi đến ngày bọn em đám cưới Chị có thể ra trước vài ngày Giúp em thiết kế sảnh cưới được không Tôi không ngờ điều mà cô ấy muốn tôi giúp Lại là, là chuẩn bị sảnh cưới Như thế có tài nhận với tôi quá hay không Chị nha Anh Nam nhà em cũng chỉ có một mình chị là thân nhất Là hàng xóm Là giống như em gái vậy Tôi lắc đầu từ chối Tôi không thân với anh ấy đến như thế đâu dù sao cũng là một người quan trọng Chẳng phải bao nhiêu năm nay Chị đều lo về hương gói cho mẹ anh ấy sao Giọng cô ấy trùng xuống Anh Nam và em thiệt thòi Bố mẹ đều không còn Em muốn nhờ chị trang trí đám cưới Một phần là vì ngưỡng mộ chị Một phần là muốn anh ấy Được cảm thấy như người thân của mình Đang lo lắng chu toàn cho mình vậy Một lý do hết sức hoài ngảo Tôi còn chưa nghĩ ra phải từ chối Lời mời dự đám cưới của bọn họ Thế nào cơ mà không biết một ngày nào đó Khi biết được thân phận thực sự của tôi Cô ấy sẽ nghĩ gì Sẽ cảm thấy tôi đáng thương hay đáng trách Còn đang nói chuyện gian dở Mai Sương đột nhiên bụng miệng lại Chạy vào trong nhà vệ sinh Một lát sau mặt mày có chút nhợt nhạt Mắt tôi tự như bị đinh đóng chặt vào Phần bụng phẳng lì của cô gái trước mắt Em cũng không chắc chị ơi Em còn chưa đi khám Nụ cười của cô ấy rất hạnh phúc cũng rất háo hức Thế nên anh ấy mới bảo em về bây giờ Anh ấy lo Đợi sau khi cưới thì bụng của em lớn sẽ lại vất vả Trước đây Phong rất thích đá bóng Mỗi lần như thế tôi cũng theo anh đứng bên ngoài của Vũ Tôi nói với anh Sau này cưới nhau Em sẽ sinh cho anh một đội bóng nha Cho anh tha hồ làm huấn luyện viên Anh ghi cầm lên đầu tôi nói Em không cần phải vất vả như thế chỉ cần sinh cho anh một công chúa giống như em là được rồi Tôi bật cười hỏi Chẳng phải đàn ông ai cũng thích có con trai để nối giỏi sao Anh lại chỉ thích một đứa con gái Họ nhiều tiền thì mới mong có con trai để thừa kế Anh chỉ có hai bàn tay trắng Có một đứa con gái làm bạn với em là được rồi Người vẫn còn đây Lời nói vẫn còn đó tôi vẫn nhớ như in Thế mà anh đã cưới người khác còn kịp có con với người ta. Chút vọng tưởng cuối cùng trong tôi hoàn toàn bị chặt đứt không thương tiếc. Tôi dời mắt khỏi bụng cô ấy, mỉm cười nói. Vậy chúc mừng hai người nha. Hôm nay gì nhất định sẽ rất vui. Cô ấy cười bản lẽn. Tôi cũng không chắc lắm, hy vọng là em có tin vui thật. Dù là lần này không chắc thì lần sau, lần sau nữa cũng sẽ lại có. Đó là điều đương nhiên cô ấy có vẻ rất thích chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác hoặc cũng có thể cô ấy xem tôi là người thân thiết nhất còn lại của phong mặc kệ tôi có muốn nghe hay không vẫn liên tục kể rất nhiều chuyện về khoảng thời gian 6 năm hai người họ quen biết nhau tôi không muốn nghe ngỏ ý từ chối rất nhiều lần sau đó chúng tôi cùng đi ra nghĩa trang thắp hương cho mẹ anh đáng lẽ tôi định bảo vì ở nhà đời tôi hoặc có lẽ đi đâu đó loanh quanh tâm tú nhưng ngay khi nhìn thấy anh đang dịu dàng Dìu vợ mình đi phía trước Tôi lại đột nhiên muốn xin lỗi Vĩ Vì sao? Vĩ trố mắt nhìn tôi như một kẻ dở hơi Tôi cười bâng quơ Vì tôi từng mắng anh là người đến không đúng lúc Vĩ nhíu mày suy nghĩ mất hai giây Sau đó bật cười Vậy ý cô là tôi đến không đúng lúc sao? Ừ Ít nhất là 6 năm trước Và cả bây giờ Để như 6 năm trước Anh không xuất hiện Tôi làm sao có thể được sống bên cạnh ông tôi cho đến tận bây giờ chứ Tôi thở dài chép miệng nói Tôi thật là bớt hiếu Thế còn bây giờ? Bây giờ sao? Tôi hớt đầu về phía trước nói Nếu không có anh, trong tôi sẽ rất thảm thương Nhờ có vị đi bên cạnh tôi cảm thấy tâm trạng của mình thực sự nhẹ nhõm Tôi không ngừng nhìn vào bóng lưng của người đàn ông trước mặt Tôi muốn ghim chặt anh vào tim thêm một lần nữa đây có lẽ sẽ là lần cuối Sau này dầu có gặp lại hay không Tôi xem như phong của tôi đã chết Vốn chỉ ban đầu đã như thế Huống hồ bây giờ Bọn họ còn sắp có cả con Một của mẹ anh nằm gần bờ sông Mà ngày nhỏ chúng tôi thường hay lui tới Anh trầm mặt rất lâu Dường như trong lòng có vàng lời muốn nói Tôi chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường Nên không ở lại lâu Với cả vị cũng nói cần về sớm có việc Nên tôi quyết định về luôn cùng với Vĩ Mai Sương có vẻ thiết nuối, Muốn giữ tôi lại Chị Giang cũng về luôn sao Em còn đang muốn tối nay Chị em mình cùng nhau nói chuyện lâu hơn một chút Tôi thực sự phải về E là phải làm cho Mai Sương thất vọng Tôi không biết quá nhiều về anh Phong đâu Vậy hôm sau đến đám cưới Chị nhớ ra sớm nha Chị không được thất hứa với em đâu Ồ tôi có hứa với cô ta sao Tôi không phải là thánh nhân Tôi không thể ngủ lại khi biết căn nhà bên kia chồng sắp cưới của mình đang ân ái cùng với một người phụ nữ khác. Tôi cạn không thể tự tay, chuẩn bị đám cưới cho người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 10 năm. Chờ đợi suốt 6 năm. Tôi không làm được, cô ấy cần gì phải làm có tôi như thế. Tôi không phải tánh nhân, tôi chỉ cảm thấy tôi đã làm một việc quá mức tự tế. Tôi không chỉ lùi bước, không chỉ buông tay, còn làm mọi việc trong âm tầm lặng lẽ, như thế chưa đủ sao? Chị nha xem như có chị đại diện cho nhà trai Có như thế đám cưới của bọn nghe mới viên mãn Còn nói cái gì mà có tôi mới viên mãn chứ Đều là cố tình Từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng Im lặng là cách xả giao tốt nhất Nên suốt cuộc nói chuyện toàn là cô ấy nói Một lúc sau tôi mới lên tiếng Xin lỗi Mai Sương Hay là tôi không đến dự đám cưới của hai người được đâu Sao chị lại không được Chị với nam nhà em Người chị quen biết từ nhỏ là anh Phong Không phải anh Nam nhà em đâu Thật ra mấy từ sau cùng tôi còn chưa kịp thốt ra Thì đã bị vị kéo tay ra phía sau lưng Anh ta cố đứng chắn trước mặt tôi Dòng điệu vẫn vô cùng ôn hòa nhã nhặn Xin lỗi cô Vì hai người chưa có lịch tổ chức Nên chúng tôi không biết liệu có thể sắp xếp được hay không Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng Đương nhiên cuộc nói chuyện này Phong vốn không hề nghe Chúng tôi đang đứng ở khá xa và ngược lại với hướng gió. Khi ra đến cổng Nghĩa Trang, Vĩ lại xoay người đứng chắn trước mặt tôi. Vẻ nhã nhặn lúc đậy đã biến mất, cứ như biến thành một con người khác. Cô cần gì phải nói với cô ấy những lời như thế? Tôi chỉ nói sự thật. Chính anh cũng nói với tôi rằng anh ấy đã chết. Là tôi đã nói. Mãi đến khi về đến nhà rồi tôi mới sực nhớ ra. Chiếc vòng của mẹ anh vẫn còn nằm trong túi áo khoác. Lúc này anh lại quá cổng lại mất. Nên tôi không thể vào trong Tôi đành nói với Vĩ Anh đợi tôi một lát nha Tôi chưa về được đâu Cô làm gì thế Tôi lấy vòng ra đưa cho Vĩ xem Anh ta gật đầu Đợi họ về vậy Vậy tôi đi loanh quanh một chút Anh có muốn đi không Không cô cứ đi đi Tôi đi loanh quanh một lúc Cuối cùng không hiểu tại sao lại ra tới bờ sông Càng không ngờ anh cũng đang đứng ở đây Chỉ một mình Tôi chậm chạp bước từng bước đàng nề tới Bỗng lưng kia đột ngột xoay lại Anh có vẻ không bất ngờ khi nhìn thấy tôi Tôi đưa chiếc vòng tay ra cho anh Còn có thể nở một nụ cười Cái này là của mẹ anh Vì dàn em khi nào anh cưới Thì đeo cái này vào tay cho vợ anh Ngắn gọn, mạch lạc Tôi cảm thấy Mình không thể nói một câu quá dài Cảm ơn cô Đúng ra lúc này tôi nên nói vài câu chúc tốt đẹp ví dụ như chúc anh răng long đầu bạc ví dụ như chúc anh sớm sinh được công chúa nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào thốt ra tôi gật đầu chào anh xem như còn rất may mắn nhiều năm trước anh lần đầu tiên tỏ tình tôi ở bên bờ sông này nhiều năm sau đó cũng lại là vẫn bên bờ sông tôi cuối cùng còn có dịp gặp lại anh để nói một lời chia tay tạm biệt anh tạm biệt những hồi ước đẹp đẽ Vậy chào anh Điều gì tôi chẳng thể nói chia tay một cách quá tảng tắn Nhưng anh không để cho ý định của tôi được buông xuôi Vẫn là câu hỏi cũ Chúng ta có phải đã từng rất thân thiết không? Tôi hít một hơi Cân bằng lại tâm trạng mỉm cười nói Em đã nói rồi Lúc nhỏ chúng ta đã từng rất thân thiết Ý tôi muốn hỏi là Tôi biết anh đang muốn hỏi tôi chuyện gì nhưng chật vật mãi chỉ có thể tốt ra Ý tôi là sau đó Sau khi cô lên thành phố Chúng ta có còn thân thiết với nhau không? Thực ra ngay từ khi nhìn thấy anh xuất hiện Ở bên kia hàng rào Tôi đã bắt đầu hối hận Đáng lẽ tôi nên tranh thủ cất chiếc vòng này sớm hơn một chút Bây giờ tôi tự mình đưa ra như thế Lại tranh thủ lúc không có mặt vợ anh Nói cho anh rằng mẹ anh đã trao món đồ quý giá cho tôi dù là người bình thường cũng có thể đoán ra huống hồ anh tường là trinh sát sự hoài nghi là điều tất yếu tôi luôn cảm thấy chúng ta rất thân thiết tôi còn có chút cảm giác quen thuộc chị dương nói cô cũng thích hoa cúc thích chuồng gió cô còn thích uống sữa chua nụ cười trên môi tôi càng lúc càng gượng gạo ờ à, đó là vì lúc nhỏ chúng ta rất giống nhau bố em cũng mất sớm nhà anh và nhà em lại quá gần nhau hay qua lại thế nên tự nhiên thân thiết hơn những người khác nhưng mà cũng vì thế nên lúc nhỏ thường làm rất nhiều chuyện giống nhau một vài sở thích giống nhau cũng là chuyện đương nhiên anh đã nghi ngờ đến mức này có lẽ tôi chỉ cần nói thật một câu anh lập tức tin tưởng tôi chính là vợ sắp cưới khác của anh anh vốn là người có trách nhiệm chắc chắn anh sẽ không để tôi phải chịu ấm ức nhưng mà cũng vì anh là một người có trách nhiệm anh không thể bỏ rơi người vợ sắp cưới kia Cùng với đứa con của anh Chúng tôi từng mất bố rất sớm Tôi không muốn có một đứa trẻ khác Là giống tôi Cuối cùng tôi nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ của anh Lúc mới nhìn thấy Vĩ Tôi thành công bịa ra một câu chuyện Hết sức hoang đường Bạn trai của em vẫn đang đợi em cùng trở về thành phố Phong mà lên một tiếng rất khẽ Vậy em về trước Ông ngoại cô của... Ông vẫn khỏe chứ Ừ, ông vẫn khỏe Đợi sau này có gì Tôi vội vã ngắt ngang Có lẽ không cần đâu Từ đây vào tới thành phố còn hơn 100 cây số Nên anh cũng không cần vào tâm ông đâu Em đã nói lại với ông anh đã về rồi Như thế là được rồi Nói xong tôi quay lưng đi Sau khi ngồi lên xe Tôi bật cười hỏi Vĩ Anh có biết khi trả lại chiếc vòng Anh ấy đã nói gì không Nói gì Anh ấy muốn chắc chắn một lần nữa Rằng trước đây chúng tôi đã từng có mối quan hệ thân thiết hay không? Quan trọng đến thế à? Tôi gật đầu đáp. Ừ, tôi cũng thấy thế. Nếu đã quên, tức là không còn quan trọng, vậy cứ phải mất công đạo bới làm gì chứ? Tôi đột nhiên nhớ lại hôm tôi uống say mềm trước cổng nhà ga, vị đã nói với tôi một câu. Đừng có cố công đạo bới quá khứ, dừng lại ở đây được rồi. Lúc đó tôi còn say ngất ngưỡng, nên chỉ lèm bèm cãi nhưng mà đó là tất cả quá khứ của tôi, là hiện tại cũng là tương lai. Có lẽ anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng, thế nên tôi có nói, anh cũng không thể hiểu đâu. Vĩ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng không hiểu tại sao lại nói. Chị e là khi quá khứ bị vạch ra một cách quá trần trụi, cô sẽ lại càng đau lòng hơn tôi. Vì nói câu đó, khi tôi vừa say vừa đau nhất. Câu chuyện dừng lại ở đó, bây giờ nhắc lại quá khứ tôi mới sực nhớ ra. Tôi xoay người sang nhìn Vĩ Khẳng định chắc chắn Anh ấy là người tốt Vĩ miễn cưỡng gật đầu với tôi Ừ anh ta là người tốt Nên cô tranh thủ ngủ một chút đi Chúng tôi khởi ảnh buổi tối Nên đường không quá đông Xe di chuyển rất nhanh trên đường Ngày hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều chuyện Nên kỳ thực lúc này cảm thấy không còn sức Tôi che miệng Quể hoại ngáp ừ. Không cần đâu ấy đấy ừ tôi cũng không thể ngủ ngon lạnh khi anh đang phải thức lái xe như thế vĩ bật cười bảo xem như cô có lòng người có lòng là anh ta mới đúng mỗi tuổi tôi nghĩ mãi cũng chẳng biết nên nói gì tôi luôn là người nhàm chán và vô vị như thế khi chuẩn bị lên đường cao tốc vĩ dừng lại xuống xe ghé vào một quán nước gần đó để mua hai cốc cà phê nóng vừa đưa cho tôi một cốc vĩ vừa hỏi Cô uống có được không? Được, cho tôi một cốc đi. Ý tôi nói là bụng cô. Có lẽ không nên uống, nhưng lựa chọn giữa buồn ngủ và đau lâm ra một tí thì tôi chọn đâu. Cà phê rất vừa, không nóng, không lạnh, không ngọt, không đắng, rất vừa miệng tôi. Tôi uống một ngụm tò mò hỏi. Sao anh biết tôi thích uống nhiều sữa ít cà phê? Là do cô may mắn tôi. Có lẽ chủ quán hơi quá tay. Làm gì có ai pha ngọt như thế cho khách Nếu không được khách yêu cầu trước chứ Nhưng mà thấy vị giả vờ như thế Tôi cũng giả vờ tin cho anh ta vui Xem ra Vận may của tôi sắp quay lại thật rồi Vận may của cô không tốt lắm sao Không Lần đầu tiên tôi trúng số là lúc năm 2 Lúc đó tôi đi ăn liên hoan Cùng với nhóm bạn đá bóng của Phong Và được một người bạn của anh ấy mua tặng Lần đó cô đã trúng Đúng rồi, Dạy số trùng với ngày sinh nhật của tôi Và đó là lần duy nhất Tôi vẫn luôn cho rằng Vận may đó là do người bạn kia của anh mang lại Cả hai chúng tôi đều có mề may mắn Vị điềm nhiên đánh tay lái Chỉ con môi rất nhẹ Như dạy số là ngày sinh nhật của cô Nhờ thế mới trốn Tôi nửa đùa nửa thật bảo Vậy xem ra sau này Nếu gặp bất cứ số nào Cũng có chút liên quan tới mình Tôi đều nên thử mới được có lẽ hồi ước trong quá khứ Là chuyện khiến cho tôi rất vui vẻ Mà kệ bây giờ Anh và tôi là hai đường thẳng song song Thì khi nói về những chuyện này Tôi vẫn có thể mỉm cười rất nhẹ nhàng Đáng tiếc Đến bây giờ tôi vẫn không biết Người nào đã mang lại cho tôi món hời như thế Nếu cô biết thì sẽ như thế nào Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Để tôi biết người đó là ai sao có lẽ tôi sẽ mời anh ta một bữa. Thôi đi, món nợ của tôi vẫn chưa tính cho sòng vãn đâu đó, tốt hơn hết bớt hứa trả cho người ta thứ mà mình không có một chút. Là một bữa cơm. Tôi hứa chắc chắn như đình đóng cột. Chiều mai tôi được nghỉ một buổi, sau khi anh đi làm về sẽ có cơm nhà nóng hổi sẵn sàng. Long trọng đến thế à? Tôi đã tính hết rồi, tôi chỉ định nấu vài món đơn giản thôi còn lại sẽ mua bên ngoài về hâm nóng lại tôi không tin cái miệng của vĩ lại có thể dễ dàng phát hiện ra vì thế nên vô cùng tự tin đương nhiên anh giúp tôi nhiều như vậy đáng lẽ tôi nên mời cơm anh từ lâu rồi mới phải chứ cô quyết định thế nào rồi chuyện sẽ thiết kế nhà sách ngoài thị trấn a cho tôi hả à à vị đổi chủ đề quá nhanh làm tôi theo không kịp Tôi ngẩn đầu lên nhìn Vĩ chầm chầm trình bày ý kiến. Thực ra tôi cũng rất muốn được nhận công việc này. Có điều anh cũng biết đó, tôi không thể làm được đâu. Vì họ? Ừ. Tùy cô, tuy nhiên tôi vẫn mong có thể hợp tác với cô. Đây là đánh giá hoàn toàn khách quan của tôi. Điện thoại của tôi có tin nhắn mới. Là Mai Sương. Vẫn là cách đang nói dài dòng không đi vào trọng tâm quen thuộc đó. Đại cái cuối cùng vẫn là muốn cảm ơn tôi về chiếc vòng. Cô ấy thậm chí còn chụp một bức ảnh gửi cho tôi. Chị Lam Giang ạ, à, anh Nam nhà em đói thực sự rất hợp với em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Nhanh như thế sao? Bọn họ thậm chí còn chưa định ngày cưới. Xem ra anh rất nóng lòng muốn khẳng định vị trí của cô gái đó trước mặt bố mẹ mình. Tôi lịch sự nhắn lại một câu. Hợp là đương nhiên rồi, cô vốn là chủ nhân của nó mà. Tôi ấn tin nhắn, Lẩm bẩm nói trong miệng Tôi bị điên rồi Vì con mày nhìn tôi Gì cơ Tôi cũng không biết Mình đã chấp nhận kết bạn với cô ấy từ lúc nào Có lẽ là hôm tôi bị say Đúng là rượu có thể làm chết người thật Lúc tỉnh táo tôi là người biết che giấu tâm tư biết bao nhiêu Thế mà khi có hơi men Liền lập tức biến thành Một kẻ não chứa toàn nước Có lẽ cốc cà phê Làm tâm trạng của tôi hoàn toàn tỉnh táo tôi thản nhiên kể cho vĩ nghe cô gái đó còn muốn nhờ tôi thiết kế sành đám cưới cho bọn họ nhận lời rối tôi cứng miệng không anh cũng biết đấy thời gian đầy tôi rất bận qua ngày hôm sau tôi giữ đúng lời hứa tan ca liền đặt xe tới quán ăn ngoài ô mà anh trai thường đưa tôi tới để mua vài món chẳng biết rốt cuộc vĩ có đoán ra hay không chỉ là khi tôi vừa dọn thức ăn lên bàn vĩ liền lướt qua một vòng sau đó nở một nụ cười hết sức mờ ám. Tốn công sức quá. Tôi giả vờ gật đầu đáp. Vì tôi ít nấu nên đúng là có hơi tốn thời gian hơn người khác. Vị ăn thử một miếng, điềm nhiên nhận xét. Mùi vị cũng đặc biệt hơn người khác. Chuyện quán ăn đó nằm cách nhà tôi ba chục cây số, chứ có ít đâu. Xem ra tôi đủ có lòng rồi đấy. Vị nhìn thêm một lần nữa, tôi nhận ra trên bàn còn có thiếu nước chấm Vội vàng đứng dậy nhanh nhẩu À anh đợi tôi một chút để tôi vào lấy Tôi pha một chén nước chấm Vị hơi nheo mắt nhìn chai tương trên tay tôi hỏi Còn hàng sử dụng không đấy Ồ Tôi dừng lại đưa chai lên kiểm tra hàng sử dụng Còn đang ngó trên dưới Vị đã vươn tay cầm lấy chai tương ớt Lật mặt có in ngày hàng sử dụng trên đó Tôi không nói gì nhưng quái môi nhếch lên một cách rất rõ Chai tương ớt đã hết hàng từ hai tháng trước Tôi giả vờ rụt tay lại tươi cười Xin lỗi tôi ít khi dùng loại này Anh đợi tôi ở đây một lát Tôi chạy ù xuống dưới mua chai mới Nhanh lắm Vĩ đưa tay cản tôi lại Nhưng cùng lúc đó điện thoại của anh ta Cũng có người gọi tới Nên tôi tranh thủ lúc vị đang nghe máy liền gạt tay ra để đi Tôi không thể để cho công sức cả buổi chiều Ngồi xe ra ngoài ô của mình Vì chai nước tường bé xíu mà bị trừ điểm cũng may trước cổng chung cư có một cửa hàng bách hóa tôi mua tương ớt xong lại nhặt thêm một ít trái cây xong rồi nhìn lại đồng hồ thì thấy hết hơn 10 phút lần đầu tiên mời khách qua mà lại để cho khách đợi như thế tôi hơi vội mà cũng vì vội quá nên mới cắm đầu cắm cổ đi về nhà không còn thời gian quan sát xung quanh cho đến kỳ nghe thấy tiếng nói của ai đó đại ca đi đâu nhỉ hay có khi nào Đức Nhân vừa nói vừa áp tay vào cửa nghe ngóng, miệng lẩm bẩm. Có khi nào đại ca bị gì không? Tôi đã bảo rồi kia mà, cả ngày hôm nay anh ấy lạ lắm. Kính thưa quý vị, quý vị vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube Chị Dậu. Còn bây giờ, tôi Quỳnh xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày vui vẻ